cái sự kiện mà mấy ngày hôm nay đó mà đang nóng lên trên mạng xã hội khiến rất là nhiều người quan tâm, và tôi cũng đã có xem một vài cái clip của gia đình về trang của tôi, và cũng như là các bạn đã thấy những cái hình ảnh là một người phụ nữ mà sau này thì ai cũng được biết đấy là chị Trần Thị Trà ở tại Niệm Nghĩa, Hải Phòng. Chị đã đứng trước cái bình xăng và tuyên bố một câu rằng chị sẽ chấp nhận là tử thủ ở tại đó để mà giữ đất. Thế thì trước tiên thì tôi điểm tin về cái vấn đề này. Hiện nay thì tôi thấy cái Facebook của chị Trần Thị Trà không còn tồn tại nữa. Các bạn có thấy điều đó không ạ? Thì như các bạn đã thấy hai ba ngày hôm nay, cái hình ảnh của một người phụ nữ đứng trước cái bình ga với cái khẩu hiệu là quyết tâm giữ đất, chị viết là còn sai chính tả nữa đó. Cái điều này thì không ai còn nghi ngờ gì nữa, người thật việc thật đó. Và Hải Phòng không phải là chưa có tiền lệ. Mọi người cũng đã biết là trường hợp anh Đoàn Văn Vươn cách đây nhiều năm, anh Vươn đã phải trả giá bằng những cái năm tháng tù. Nhưng điều đó nói lên cái gì ạ? Nó đã gióng lên một cái tiếng chuông cảnh tỉnh. Cái kẻ mà chỉ huy cái vụ mà bắt mà cưỡng chế anh Vươn cũng đã hiện nay cũng đã đang ngồi tù. Nói về một mặt di tâm nào đó thì họ đang trả giá cho những cái hành động của họ. Còn nói về duy vật ấy, thì có lẽ là một cái sự phản kháng cần thiết để chúng ta phải ngăn cái bàn tay mà sai trái của một bộ phận không không hề nhỏ trong cái xã hội chúng ta hiện nay. Họ mang danh là chính quyền nhưng mà họ lại hoàn toàn thực hiện những cái hành vi mà chúng ta chỉ có thể gọi họ là tà quyền. Bởi vì tại sao? Bởi vì trong một quốc gia đất nước nào thì cũng có luật pháp và hiến pháp. Ngay kể cả chính cái luật đất đai hiện nay rất mù mờ mà bị người dân phản đối thì họ vẫn buộc phải làm đúng với cái điều đó, chứ họ không thể nào mà cho phép họ ngồi xổm lên luật pháp và bất chấp. Thì sự việc của nhà chị Trà tại sao lại đến như thế? Các bạn có lẽ là đã không kịp xem những cái đầy đủ, bởi vì hiện nay tôi thấy cái trang của chị Trần Thị Trà đã không tồn tại, không biết là có vấn đề gì không. Nhưng mà những cái clip mà chia sẻ từ đó về những cái trang khác thì cho thấy một cái điều rằng là chính quyền thành phố Hải Phòng, mà cụ thể là ông chủ tịch quận quận đã làm sai, quận Lê Chân đã làm sai. Bởi vì những cái điều mà trực tiếp nạn nhân là gia đình chị Trần Thị Trà lên tiếng, cũng như những cái giấy tờ mà thể hiện là chị Trà đã cho biết là đất đai nhà chị hoàn toàn hợp pháp. Nó hợp pháp nó nằm ở đâu ạ? Ở chỗ là chị có bìa sử dụng đất được 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 các cơ quan mà có thẩm quyền cấp. Tôi cũng đã nhận được những cái hình ảnh đó. Tôi cũng đã nhận được những cái hình ảnh đó có ở đây. Sao lại không 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 hiện lên? Đây ạ. Tôi đã nhận được bìa quyền sử dụng đất. Và trong tất cả cái đơn tố cáo thì chị đã nêu rõ là đất họ thuê thu phí chị hàng năm, có hóa đơn đóng thuế thì họ đều khẳng định đấy là đất phi nông nghiệp đó. Nhưng khi mà đền bù giải tỏa thì họ lại lại nói rằng là đất nông nghiệp để họ đền bù với cái giá hết sức là rẻ mạt. Đây không phải là trường hợp duy nhất, nhưng mà cái phản ứng của gia đình chị Trần Thị Trà ấy, nó có cái một cái nó quá đặc biệt so với nhiều dân oan ở khắp nơi. Cho nên là đấy là cái điều mà chúng ta cần điểm lại tin tức để mà nói về cái vấn đề này. Thì tức là cho đến giờ phút này, trong nhà mười mấy mạng người, gồm cả trẻ con, kể cả đàn bà có thai nhé, thì đều coi như là đang đang còn cư ngụ ở trong cái địa phận mà chính quyền đang bao vây, đang khủng bố. Họ đã cô lập gia đình chị Trà. Chị theo như là lời của chị Trà nói thì chị đã mệt mỏi với cả cái chính quyền quận Lê Chân trong 3 năm trời qua. Họ đã làm rất là nhiều những cái động thái để mà cướp bằng được cái khu đất của chị. Nhưng mà những ngày gần đây, cách đây nửa tháng, thì họ đã thực hiện những cái biện pháp.
ví dụ như là cắt điện, cắt nước, không cho gia đình nhà chị dùng. Khi mà những cái hộ dân xung quanh đó có cái sự hỗ trợ cho chị đấy thì bị một cái lực lượng công quyền họ đến họ khủng bố, họ dọa nạt, thậm chí là họ cắt cái điện, cắt nước của cả những người mà giúp đỡ. Cái điều này có đúng không ạ? Thưa các quý vị, là điều này nó gây một cái sự phẫn nộ rất là ghê gớm ở trong mọi người dân, trong đó có tôi. Bởi vì cái việc mà cắt điện, cắt nước trong một cái hoàn cảnh sinh hoạt mà giữa một cái thành phố lớn như thế, với hơn một chục con người gia đình chị đang sinh sống, thì rõ ràng đây là một cái hành động vô nhân tính mà vô luân vô luật. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái thứ nhất, gia đình nhà chị Trà không vi phạm cái hợp đồng mà mua điện, mua nước của chính quyền đó. Họ thực hiện đầy đủ cái nghĩa vụ đó thì không có một cái lý nào mà bên sở điện lực và sở cấp nước lại có quyền cắt nước, cắt điện của gia đình nhà chị Trà cả, đúng không ạ? Thế thì rõ ràng cái điều việc mà làm này của họ cho thấy điều gì ạ? Cho thấy rõ ràng ngoài cái ông chủ tịch quận Lê Chân ra những cái quyết định vi hiến để mà cướp đất của gia đình nhà chị Trà, như là chị đã nắm được đó, chị giải thích về luật rất là rõ nhé. Chị nói là Hải Phòng là đô thị loại 1. Những cái năm tháng mà mảnh đất đó là gọi là hoang tàn thì không một ai nhòm ngó đến. Nhưng sau khi mở cái con đường lớn, tức là mảnh đất đó đã trở thành mảnh đất vàng, có một con đường lớn đi qua, thì họ đã sóc tâm để mà họ cướp, họ cưỡng chế. Và cái việc cướp đó đương nhiên hoàn toàn không đúng pháp luật. Đó. Thì vấn đề đó là cái việc mà họ làm không đúng pháp luật trong vấn đề cướp đất, cướp đai ấy, thì nó xảy ra trên khắp 63 tỉnh thành ở đất nước Việt Nam. Nhưng ở riêng cái vụ việc của gia đình nhà chị Trần Thị Trà ở Niệm Nghĩa đó, thì cho thấy một cái điều là đây là một cái sự ra quân đồng loạt của cả một cái hệ thống chính quyền Hải Phòng. Sở điện lực, công ty cấp nước đã kết hợp mà với cả cái nhóm tà quyền là Ủy ban Nhân dân quận. Chị Trà, chị đã hiểu rất là rõ pháp luật. Chị nói rằng là theo như là luật pháp đó, thì đất ở những thành phố loại đô thị loại 1 mà có dự án thì phải do cấp Thủ tướng Chính phủ, đó, cấp Thủ tướng Chính phủ mới có quyền phê duyệt đó. Và cái quyết định thu hồi đó phải được thực hiện đúng coi như là thẩm quyền. Nhưng mà ngược lại thì miếng đất của gia đình nhà chị Trà và rất nhiều những hộ dân ở đó đó, chỉ do ông chủ tịch quận Lê Chân, ông ấy ra. Thế có nghĩa rằng ông chủ tịch quận Lê Chân này hiện nay ông đã xoán quyền của cả Thủ tướng Chính phủ. Thì cái livestream này chúng tôi muốn nhắc đến để cảnh báo cho những vị lãnh đạo hiện nay nhé. Hải Phòng dưới sự lãnh đạo của ai? Cái thứ nhất là lãnh đạo thành phố Hải Phòng, trực tiếp là ông chủ tịch thành phố Hải Phòng và ông bí thư thành ủy Hải Phòng. Đó, các ông có nắm được cái việc này không? Mà ông để một cái nhân vật chỉ là ở cái chức vị chủ tịch quận mà dám ký quyết định thu hồi đất của dân. Đó, và tổ chức những cái lực lượng nhá, đồng loạt ra quân câu kết với nhau. Đấy, cái việc cắt điện và cắt nước này nó đã thể hiện rất rõ một cái sự câu kết trong cái hệ thống chính quyền. Mà khi mà nó nhìn thấy cái gia cảnh của gia đình nhà chị Trà mà nói đến chính quyền ấy, thì người dân chúng tôi rất phẫn nộ và cảm thấy xấu hổ. Bởi vì không có một quốc gia nào mà lại có một cái chính quyền mà đối xử với dân tàn mặt, tàn nhẫn như thế nhá. Nó bẩn thỉu thì đã đành rồi, tức là ai cũng thấy một cái hành động nó quá bẩn thỉu. Tôi có xem được một cái livestream, người dân ở trong khu vực đó rất bức xúc khi mà đuổi một cái nhóm công an đi. Tôi không thể tưởng tượng nổi những cái kẻ mặc quân phục công an đó nhé, con người chúng được cấu tạo bằng gì mà khi nghe những người dân họ đuổi ra khỏi cái chỗ đó, họ nói những câu như thế mà những người này họ không mảy may, mặc dù họ chỉ là công cụ thôi. Nhưng mà nếu tôi mà là những con người đó thì nói thực sự rằng tôi sẽ lột ngay cái bộ quân phục đó, tôi ném đi để mà tôi quay trở lại với nhân dân nhé. Chứ tôi không thể nào mà để làm một cái việc mà đốn mạc như thế, cướp cái sân chơi của các cháu. Bởi vì người ta đã nói đến một cái câu là công an ngồi canh ròng ròng để nói trẻ con nó sợ khóc thét lên đó. Thế thì có rõ ràng rằng nhá, cái chính quyền hiện nay mà cụ thể là ở Niệm Nghĩa Hải Phòng, cụ thể là ở quận Lê Chân Hải Phòng nhá,
đang xảy ra ở thành phố Hải Phòng. Cái chính quyền, một cái hệ thống ta là từ coi như là các cấp lãnh đạo cho đến địa phương như thế, là cái nỗi khiếp sợ của người dân. Đó, thật sự là nỗi khiếp sợ của người dân. Thì các quý vị suy nghĩ gì về vấn đề này ạ? Tôi đề nghị tất cả những vị lãnh đạo có thẩm quyền nhé, sau khi xem cái livestream này của chúng tôi, tôi mở cái diễn đàn này là để cho nhiều người dân trong cả đất nước Việt Nam lẫn ở bên ngoài được thấy cái tình trạng mà người dân ở trong nước. Cách đây một vài năm thì Hải Phòng nổi tiếng với cái vụ án của anh Đoàn Văn Vươn. Đó, tại sao mà anh Vươn chống trả bằng bạo động, đúng không? Cho nổ bình ga, đốt cháy. Mà khi anh Vươn xử thì chính tôi và rất nhiều dân oan cũng là người mà bị bắt ở tại cái cửa phiên tòa đó. Các vị có thể tìm xem những cái clip mà người dân rất là phẫn nộ trước phiên tòa. Và bản thân tôi lúc đó đã cầm loa để nói trước phiên tòa, hô trước cửa phiên tòa ở Sài Gòn rằng Đoàn Văn Vươn vô tội. Rõ ràng là chúng tôi không có tội. Bởi vì tại sao? Nếu như hôm đó có gây ra chết người thì rõ ràng người đẩy gia đình anh Đoàn Văn Vươn đến buộc phải nổ là chính quyền thành phố Hải Phòng nhé, là chính quyền chứ không phải là người dân chúng tôi. Bởi vì người dân rất chân chỉ, chỉ lo làm ăn, đóng thuế cho nhà nước, thuế đất người ta ở người ta vẫn đóng hàng năm. Vậy mà tại sao bây giờ các vị bất chấp luật pháp? Chị Trà chị nói một câu rất thương tâm, chị nói rằng là nếu như có một cái quyết định mà thu hồi đúng thẩm quyền, đúng mức, chị sẵn sàng giao nộp. Như vậy thì người dân có chống không ạ? Người dân có chống các vị không? Rõ ràng người dân không hề chống nhá. Mà người dân vẫn nhận thức rõ cái phận dân đen của mình. Đó. Nhưng ngược lại thì các vị đã dồn đẩy người dân đến đường cùng. Không còn đường sống nữa. Hiện nay gia đình nhà họ khủng hoảng phải sống giữa một cái thành phố mà trắng lẹ giữa cái thế kỷ 21 này và sống như là gọi là ăn hang ở lỗ. Điện không có, nước không có và thậm chí gọi là bị cô lập về mọi mặt. Xung quanh là toàn những ác nhân ác đảng bao vây gia đình nhà người ta. Đó, thì đây là một cái hành động cực kỳ man dợ. Tôi nói là đây là một hành động cực kỳ man dợ. Các ông đã thể hiện không chỉ cho người dân trong nước mà cả quốc tế và thế giới biết rằng nhá, là người dân Việt Nam hiện nay dưới cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì người dân đang sống một cái giai đoạn cực kỳ tăm tối. Tăm tối như cảnh gia đình nhà chị Lê Thị Trà bị cắt điện, cắt nước. Đó. Quyền gì mà Sở Điện lực và nhà máy nước có quyền cắt nước khi mà công dân không vi phạm hợp đồng? Rõ ràng là các ông thể hiện đấy là các ông câu kết với nhau. Đúng không ạ? Rõ ràng các ông câu kết với nhau, các ông câu kết với nhau để ăn cướp. Và cái câu kết để ăn cướp đó nhá, nó đã cho người dân nhìn ra đó một cái sự đồi bại đốn mặt của các ông. Ngoài ra các ông không nói lên điều gì. Đó. Tôi thấy rất nhiều thành phần dân chúng bất mãn. Rất nhiều thành phần dân chúng phẫn nộ. Đó. Vì sao? Vì những cái thông tin đó nó hoàn toàn sự thật. Đó. Nó phản ánh rất là trung thực. Giấy tờ của người ta còn đầy đủ. Con người người ta sờ ra đó. Nhá. Vậy mà các ông làm những điều mà các ông bất chấp. Không coi pháp luật hiến pháp, không coi người dân ra một cái gì cả. Đó. Thế thì các ông đang muốn nói lên điều gì ạ? Chính quyền thành phố Hải Phòng đang nói lên điều gì với người dân trong nước và quốc tế? Và tôi cho rằng ấy nhá, cái việc nếu như không tháo cái ngòi nổ này, đúng không? Thì tôi tin rằng cái tiếng nổ ở tại quận Lê Chân Hải Phòng, ở Niệm Nghĩa và tại gia đình nhà chị Trần Thị Trà với tổ dân phố 22 này, tôi cho rằng nó còn lớn hơn tiếng nổ Đoàn Văn Vươn rất nhiều. Đó. Thử hỏi rằng ấy, các ông ngang nhiên lấy đất của người ta để đòi đền bù có 100 ngàn trên một mét vuông. 100 ngàn bây giờ các ông mua được cái gì? Ha? Một bữa nhậu các ông nhậu bao nhiêu? Ha? Một kẻ mua chức mua quyền bao nhiêu? Mà trong khi đó các ông ấy đòi bồi thường cho người ta theo cái giá áp đặt. Cái khung giá đó nó nằm ở đâu? Đương nhiên người ta không bao giờ chấp nhận, đúng không? Tôi nói rằng một cái phản ứng rất tự nhiên. Tôi cũng thế thôi. Ha, tôi có thể đem cho lấy từ máu trong người mình để cứu người, để cho người khác. Nhưng nếu như bây giờ một kẻ tấn công tôi để ăn cướp, đúng không? Thì đương nhiên
tôi phải chống trả. Đó, cái điều đó ông đang tạo ra một cái thế lực thù địch, ông đang tạo ra kẻ thù, một cái sự căm hờn phẫn nộ nhá cho nhân dân. Đó, cực kỳ phẫn nộ. Tôi nói với các ông như thế, không thể nào chấp nhận được. Mọi thành phần trong xã hội khi nhìn thấy những cái cảnh mà một gia đình chị Trần Thị Trà cùng tất cả những cái người trong gia đình sinh hoạt như thế, thì tôi nói thật là một con người chúng ta không thể chịu đựng được. Đó. Vậy mà các ông vẫn nhân ra. Còn có những cái hành xử rất đồi bại, rất khốn nạn, là trong cái đoàn cưỡng chế đi vào có những kẻ mà nằm trong cái bộ máy công quyền đó, như là chị Trà, chị đã chửi những cái từ rất là tục tĩu, mà tôi cho rằng tôi đã từng bị nhé, tôi là người đã từng bị các ông đó khủng bố, đánh đập, đó cưỡng bức ở ngoài đường rất nhiều. Thì tôi cho rằng cái tâm trạng mà ở trong cái sự phẫn nộ như thế, những cái lời chửi bới của chị Trà chưa xứng đáng, chưa xứng đáng với những gì các ông hành xử. Bởi vì tại sao? Bởi vì khi người ta nói rằng gia đình nhà người ta là gia đình chính sách, thì đã có những tên giật ảnh trên bàn thờ dẫm xuống chân, tức là theo như chị Trà nói đây là hình của bố chị ấy. Đó, dẫm xuống chân và cho rằng nhá là liệt sĩ già. Đó, thế thì tôi hỏi các ông, người nào cấp cái bằng liệt sĩ cho gia đình nhà chị Trà? Hãy xác nhận xem đó, hành vi của cái tên đó mà được gọi là chính quyền đó, ha, đã có mặt, đã có tên của cái kẻ đó, thì các ông có xử lý không? Ha, các ông đang cho người dân thấy một cái hình ảnh hết sức giặc giã. Chỉ có những tên giặc nhé, dù một người dốt nát đến đâu, dù một người không tìm hiểu lịch sử hay là xã hội đó, thì tôi tin rằng kể cả cái thế hệ trẻ bây giờ, đúng không, thứ nhất có thể các đọc sách, đọc lịch sử do các ông viết ra, các ông nói ngày xưa giặc càn vào làng đã là gây ra bao tội ác, đã làm những hành xử khốn nạn như thế nào với người dân, đúng không? Tôi nhớ rằng trong sách các ông có viết như thế. Nhưng ngược lại, cái thế hệ trẻ bây giờ, tôi kêu gọi các bạn trẻ nhé, các bạn hãy nhìn vào thực tế xem ai đang là giặc, xem ai đang là giặc. Những kẻ đi cưỡng chế, những kẻ hành xử với dân như thế có là giặc không ạ? Có đúng là giặc, có đúng như họ đã từng viết trong sách không ạ? Họ chính là những tên giặc. Đó. Một cái hành động giặc giã như thế, ông Tổng Bí Thư đang kêu gọi người dân nhé. Ông nói có đúng không ạ? Ông nói rằng người dân được phép đó, phải vận động người dân tố cáo tham nhũng. Thế thì ông hãy nhìn ngay vụ việc này đang xảy ra ở Hải Phòng nhé. Không chỉ là vấn đề tham nhũng, mà một cái vấn đề phá hoại đất nước, phá hoại an ninh trật tự, phá hoại cái niềm tin, không phải là phá hoại nữa mà là tiêu diệt cái niềm tin trong nhân dân nhá. Đó, thực sự là các ông đang tiêu diệt niềm tin trong nhân dân chúng tôi. Hiện nay cho đến lúc này, người dân không nhìn thấy bom đạn của giặc nào cả, không nhìn thấy sự xâm lược nào, mà mới chỉ nhìn thấy những kẻ cùng máu đỏ da vàng nhá, được mang cái tên gọi là chính quyền, là công an, đó, đã hành xử với người dân như lục lâm thảo khấu, đó, như những tên tội đồ của dân tộc. Thế thì thử hỏi rằng ông lấy niềm tin ở đâu? Ha? Ông bảo chúng tôi chống tham nhũng, những người lên tiếng nói chúng tôi đều vào tù, hết lần này sang đến lần khác, đúng không ạ? Nhưng ông thấy người dân bây giờ có còn sợ đi tù nữa không? Ông thấy người dân bây giờ có sợ công an không? Thật sự trong hai ngày nay, tôi ngồi theo dõi những cái live stream từ hiện trường, uất ức có, phẫn nộ có, nhưng có một điều, tôi phải thấy một điều rằng nhá, cách đây 5-7 năm, những người dám nói như thế có thể đếm trên đầu ngón tay. Đó. Nhưng đến bây giờ, cả một cái tập thể phụ nữ ở Niệm Nghĩa, họ đã biết dùng lý luận, dùng luật pháp để trút sự uất ức lên những cái bộ mặt của tà quyền. Thì tôi cho rằng điều này các ông phải nhìn thấy, các ông phải nhìn thấy lòng dân nhá, đang phẫn nộ như nào. Ông nào còn không nhìn thấy nữa, còn mũ ni che tay á, ha, thì các ông nên móc mắt, móc con ngươi mắt ông ra, các ông nên khoan thủng cái lỗ tai ra nhá, để các ông nhìn thẳng vào sự thật.
Còn trở lại cái vấn đề ấy, ha, tại sao mà cướp đất nó trở thành một vấn nạn trong cái đất nước của chúng ta? Thì tôi có thể nói như thế này này. Nếu bây giờ trả lời rằng chống tham nhũng và chống triệt để ấy, ha, thì tôi nghĩ rằng có lẽ phải bắn hết 3/4 cán bộ. Bởi vì tại sao? Bởi vì tham nhũng nó ăn vào tận trong máu, trong xương tủy của những kẻ đó từ bao nhiêu năm nay rồi. Tại sao cái mức độ nó càng ngày càng khốc liệt? Tại sao càng ngày nó càng bạo liệt? Bởi vì một căn bệnh không thể sửa chữa, một thói quen không thể nào mà loại trừ, đấy là thói quen ăn quen nhịn không quen nhá. Bỏ tiền ra để chạy chức chạy quyền, và chỉ có một cái chuyên nghề duy nhất, đấy là chuyên nghề ăn cướp. Đó. Cướp của dân dễ quá mà, phải không? Hết đất đai thì ra đến các loại thuế nhá. Tăng thuế này, tăng thuế khác lên. Đó. Và cái nghề duy nhất, một cái chuyên ngành nhá, mà gọi là máu thịt của các ông, gia truyền của các ông, chỉ có duy nhất là ăn cướp trên mồ hôi xương máu của nhân dân thôi. Đúng không? Cho nên bây giờ làm sao mà dừng tay được? Không thể dừng tay được. Ông Tổng Bí thư nói rằng muốn chống tham nhũng ấy, ông phải bắn. Ông nhìn thấy Trung Quốc chưa? Hả? Ông nhìn thấy đất nước mà các ông đang làm tay sai chưa? Nó bắn bao nhiêu rồi? Hả? Nó bắn từ coi như là Bí thư tỉnh ủy nhá, cục trưởng cục hải quan. Nó bắn như thế mà nó còn chưa hết tham nhũng. Thì thử hỏi ở cái đất nước Việt Nam này, ha, tham nhũng nó như dòi bọ. Bây giờ làm sao để trừ? Ha? Làm sao để trừ khi đất đai càng ngày càng cạn kiệt, tài nguyên thì cũng hết. Đó. Hết nạc thì vạc đến xương. Ngày xưa các ông còn cướp những cái lô đất trống, những cái khu mà hoang hóa. Nhưng bây giờ đến đất nhà người ta ở mấy chục năm, có giấy tờ đàng hoàng, cũng nhảy vào để cướp. Đó. Thế thì bây giờ tôi hỏi tất cả các quý vị, tôi hỏi tất cả từ những ông lãnh đạo, những kẻ tham gia cướp đất, ha, các ông để một phút tỉnh táo để trả lời cho người dân chúng tôi. Khi mà tình trạng ăn cướp đến mức độ đó rồi, người dân không còn con đường nào nữa ngoài một sống một chết, thì họ làm gì ạ? Hả? Thì họ làm gì? Rõ ràng rằng chỉ có một con đường duy nhất, ha, chết cùng chết, chết hết nhá, chứ không thể nuôi kẻ cướp. Bởi vì không ai đủ sức và đủ lực. Một người miệt mài đi làm đó, rồi một tháng thu hoạch xong, đúng không, trừ hết thuế nọ thuế kia đi, họ vẫn trở lại thành những người mà thiếu ăn đói mặc, vẫn đói ăn thiếu mặc, đúng không? Trong khi một cái bộ phận làm quan chức, hả, chúng nó giàu như thế, nó biệt phủ này, nó biệt phủ kia, con cái nó đưa sang nước ngoài hết, nó không hề có một cái mối nguy cơ gì, từ an toàn thực phẩm đến mọi cái chúng nó hưởng thụ hết. Còn người dân ấy, hả, vừa nuôi chúng nó mà vừa bị chịu tất cả những cái hậu quả mà do chúng nó tạo ra, thì thử hỏi là còn con đường nào khác ạ? Tôi thưa rằng không còn con đường nào khác nhá. Và chính các ông, chính cái đường lối lãnh đạo của các ông nhá, đang đẩy cái đất nước này đến một cuộc nội chiến. Cuộc nội chiến bắt buộc phải bùng phát. Bởi vì đấy là nguyên tắc sống còn. Đó. Là nguyên tắc sống còn, người ta phải bảo vệ. Đó. Một con vật cũng thế thôi, các ông đã nhìn thấy những cuộc đấu tranh giữa những con vật rồi, đúng không? Nó phải coi như là, hoặc là nó sống thì kẻ thì chết, khi mà hai bên cắn xé nhau. Hả? Các ông đừng tưởng rằng người dân từ xưa đến nay hiền hòa. Hả? Họ hiền hòa những cái để chấp nhận được thôi. Còn đến lúc này các ông đã đẩy họ đến cái giới hạn hết sức để chịu đựng rồi. Nhá. Cho nên vì thế, họ không còn cái ngưỡng để chịu đựng nữa. Và tôi cho rằng, đó, cái cuộc chiến sắp tới này, nó sẽ cực kỳ khốc liệt. Đồng tâm Mỹ Đức họ mới bắt cóc thôi. Họ mới bắt để giữ lại. Tức là họ ngăn chặn cái bàn tay tội ác của những người mà thi hành công vụ đó. Họ giữ, họ cho ăn, họ nuôi. Nhưng mà sau này cứ bị ăn cướp giết, đúng không? Thì làm gì còn cái gì để nuôi nữa? Hả? Làm gì còn cái gì để nuôi các ông nữa? Cho nên là chắc chắn lịch sử nó phải lặp lại, đúng không? Ngày xưa các ông viết rằng phá kho thóc giặc, phá kho thóc Nhật,
cướp của người giàu để chia cho dân nghèo. Thì tôi nghĩ rằng cái nguyên tắc được lặp đi lặp lại ở giai đoạn này nhé, và sắp tới đây sẽ là như thế, sẽ là phải đứng lên, nhất tề đứng lên để chống lại bọn ăn cướp, và phải có những anh hùng hào hán đó phá kho thóc Nhật. Bây giờ không phải phá kho thóc Nhật nữa mà phá kho của cộng sản, của những thằng quan tham nhé, để mà chia cho dân nghèo giữa cái sống và cái chết, đúng không? Ngày hôm qua tôi có comment một câu vào cái livestream của gia đình nhà chị Trà. Tôi có nói rằng nhé, đằng nào thì cũng chết, bởi vì sống thì phải có nhà mà chết thì phải có mồ. Đó, bây giờ đã dồn đẩy người ta đến đường cùng, trong nhà cụ già có, con trẻ có, người mang thai mang bầu có, mà dã tâm mà khốn nạn, cắt điện cắt nước của người ta. Đó, đưa đẩy gia đình nhà người ta vào một cái thế khủng hoảng. Đó. Sao lại khốn nạn đến như thế? Hả? Thế thì nói đến hai cái chữ lãnh đạo để làm gì ạ? Hả? Đấy không phải là lãnh đạo. Đấy là bọn lục lâm thảo khấu, bọn ăn cướp, bọn đê tiện, bọn mặt hạng mà chúng ta phải chống trả. Không thể còn con đường nào khác cả. Đúng không? Nhỏ nhẹ nhiều rồi, dâng nhiều rồi, nuôi nhiều rồi, đó, cong lưng xuống rồi. Và bây giờ không còn con đường nào khác. Trả cho người ta 100 nghìn mà bán 60 triệu một mét vuông, thì thử hỏi xem ha, là cái chế độ như thế là chế độ gì? Ngày xưa thực dân phong kiến nó có đến nỗi như thế không? Nó có đến cái mức độ như thế không? Tôi nghĩ là không. Nhá, các vị đọc lại, ngày hôm qua đứng trước cái cảnh gia đình nhà chị Trà, tôi đúng là quá cắm cảnh. Đó. Thì tôi mới viết lên một cái điều như thế này. À, các vị ngày xưa học, đọc những cái tác phẩm chị Dậu, anh Pha, thấy không? Dông Tố của Vũ Trọng Phụng. Đó. Thế rồi các vị đọc Tắt Đèn, một cái xã hội thực dân phong kiến nó lột tả những cái bóc lột, những cái xấu xa, mặt hạ đè lên đầu người dân. Nhưng thử hỏi bây giờ so chị Dậu anh Pha nhé, với cả gia đình nhà chị Trần Thị Trà, thì chúng ta thấy điều gì ạ? Có xứng đáng để gọi cái chế độ này là chế độ yêu Việt như các ông các bà quảng cáo không? Ha? Khi mà nhìn thấy cái tình cảnh của gia đình nhà chị Trà đó, thì tôi có viết một cái status nhé. Dồn dân đến đường cùng thì đây là con đường duy nhất rồi Đảng ơi. Đảng ơi, dân đã quyết rồi, phen này sinh tử một lần cuối thôi. Sống sao nổi dưới ách này, dồn dân đến bước đường cùng ra tay. Bao năm uất hận cảnh này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Cuộc đời vật vã lầm than, vinh quang Đảng hưởng, gian nan dân nghèo. Ngày xưa Đảng dụ dân theo, máu xương dân đổ, gieo neo dân gồng. Đảng chỉ giành lấy thành công, vinh quang vĩ đại chẳng màng dân đen. Đã bao phen hết tắt đèn, đến giờ Dông Tố vẫn răng trên đầu. Sống hay chết có khác đâu, một lần đứng dậy một lần cho xong. Sống không tất đất cắm rồi, chết xin mồi lửa thành cho bụi đời. Một lần nổi lửa lên thôi, hoặc là sống nhục, hai là chết vinh. Hải Phòng từng có văn vươn, Thái Bình Ngọc viết tiếng tăm lẫy lừng. Hãy làm bọn cướp phải ngưng, dừng bàn tay lũ gian tham cướp ngày. Xin bà con hãy chung tay, cùng nhau lên tiếng, cùng nhau kết đoàn. Một ngày mai lũ quan tham phải đền tội ác trước toàn dân ta. Dân oan ơi hỡi dân oan, hãy cùng sống chết một phen cuối cùng. Đó. Tôi nói rằng rất nhiều những cái sự kiện ở trong xã hội nhé. Có nhiều khi có nhiều người người ta muốn buông xuôi tất cả, cho nó xong đi, bởi vì ai cũng phải vật lộn, cuộc sống quá vất vả. Đó. Nhưng mà thực sự tôi nói là những con người còn lương tâm nhé, thì không thể nào mà ngoảnh mặt làm ngơ, không thể nào mà ngậm miệng ăn tiền để mà nhìn một cái xã hội nó thối nát rã rời như bây giờ. Những cái hành xử của chính quyền một càng ngày càng tệ hại. Đó.
Chứ còn nói về chuyện dân oan ở Việt Nam thì tôi đã nói rồi, bản thân tôi xuất thân là một dân oan, cho nên tôi nói là cả cái đất nước 63 tỉnh thành nhé, nó trở thành vấn nạn dân oan. Ngày nào lên Facebook cũng nhìn thấy những hình ảnh bà con la thất thanh ở những cái cơ quan công quyền, ai giải quyết cho họ? Đó. Tôi nghĩ rằng Quốc hội với chính phủ họ đều giống như là những cái thây ma hết rồi, họ chết hết rồi, họ chết lâm sàng cả rồi. Đó. Họ chỉ có gọi nhanh nhạy tinh quái trong những cái thủ đoạn nghĩ ra những cái trò để ăn cướp của dân thôi. Còn những cái tiếng than, những cái tiếng kêu khóc thảm thiết của người dân ấy, thì họ không còn não của một con người để họ có cái cảm xúc nữa. Tôi nghĩ là như thế. Bởi vì sự thật, đúng không? Bây giờ 100 vụ không giải quyết được thì ít nhất cũng phải là một vài vụ. Nhưng tôi thấy không có giải quyết được cái gì mà càng ngày nhá, càng cứ chồng lên, oan chồng oan, oán chồng oán. Thì thử hỏi rằng mọi cái nó sẽ đi về đâu? Tôi nghĩ rằng không thể nào tránh khỏi con đường nội chiến. Đến như những người như tôi có cơ hội đi, có điều kiện để đi ra khỏi đất nước Việt Nam, tôi còn không đi. Thì những người dân của tôi không còn con đường nào khác ngoài con đường hoặc là sống đứng lên, hay là nằm xuống để chết thôi. Đúng không ạ? Có bao nhiêu kẻ bám vào chế độ này để mà bênh vực cho cái chế độ nào? Hàng ngày những lúc rảnh rỗi tôi xem rất nhiều nhá. Tôi xem có những cái live stream của những cái bạn trẻ đó, bạn ấy bênh vực, bạn ấy nói rằng chế độ này là một chế độ tốt, tốt với bạn ấy, đúng không? Nhưng không tốt với những người khác. Tôi không biết chị Trần Thị Trà là ai cả nhá. Tôi không biết rất nhiều những người dân oan trên cả cái đất nước này. Thậm chí tôi cũng không có đủ khả năng đó, để mà có thể giúp cho tất cả mọi trường hợp đó. Nhưng mà với cái nhận thức của con người tôi, cái cảm nhận của con người tôi, thì bất cứ một cái vụ việc nào đó tôi ghi nhận được điều gì thì tôi sẽ nói điều đó, đó. Thì ngày hôm nay tôi nói về vấn đề gia đình nhà chị Trần Thị Trà nhá. Bởi vì tại sao? Bởi vì nhìn cả những cái xem cái clip trong 2 ngày vừa qua và nhìn cái hình ảnh của gia đình nhà chị Trà thì tôi nghĩ rằng đó, một cái tương lai rất gần. Và tôi cũng đã có những cái lời cảnh báo, đề nghị chính quyền thành phố Hải Phòng phải có biện pháp để tháo gỡ cái ngòi nổ này. Bởi vì tôi cho rằng cái ngòi nổ này ấy, nhá, nó kinh khủng hơn cái tiếng nổ của Đoàn Văn Vươn và Đặng Ngọc Viết rất nhiều. Bởi vì tại sao? Bởi vì giờ những người phụ nữ rất là bình thường, những người phụ nữ chân chất chỉ biết đến một cái khoảnh đất ở trong cái nơi mình sống thôi nhá. Nói đúng ra là lũy tre làng thôi. Mà bây giờ người ta đã có được những cái lập luận sâu sắc để người ta vạc vào mặt những cái tên mà công quyền với công an đến đó nhá. Thì rõ ràng cho thấy người ta sẵn sàng để làm tất cả. Mà tôi cho rằng tôi ủng hộ. Tại sao tôi ủng hộ? Là bởi vì họ làm đúng. Họ làm đúng chứ họ đâu có làm sai đâu. Tôi không muốn nghe đến những cái thiệt hại về người và của. Tôi không muốn nhìn thấy cái cảnh mà họ sống tang thương. Nhưng ngược lại, nếu là tôi, đặt tôi vào hoàn cảnh đó thì buộc lòng tôi cũng như họ phải chọn lấy một thôi. Và chọn cái gì ạ? Là chọn quyết tử. Đó. Để xem rằng cái thể chế này, một cái thể chế ăn cướp này, họ có giết được tất cả 90 triệu dân hay không. Đó. Còn rất nhiều người oan khiên, rất nhiều người mất nhà mất đất. Nhưng tôi cho rằng ấy, từ xưa đến nay ạ, người dân oan chưa phản ứng một cách quyết liệt, xứng đáng với cái hành động ăn cướp. Nó giống như là có cái sự gọi là thỏa hiệp, hèn nhát, sợ sệt. Cho nên chính vì điều đó mà những cái viên công quyền, cái chuyện ăn cướp nó đã ngấm vào máu nhá. Nó đã là thói quen, nó đã là mục tiêu của nó khi mà vào những cái chân đó rồi. Từ một cái thằng dân phòng bảo vệ thôi nhá, nó cũng coi như lên mặt với người dân. Nó cũng muốn là đi hỗ trợ cho bọn cướp để ngày đó nó nhận được vài trăm nghìn đồng bạc. Đó. Nó là những lũ bất tài. Nó không thể nào kiếm ra một cái công việc gì để một ngày nó có thể là đong đủ số gạo để đổ mồm nó cả. Cho nên nó buộc phải làm những điều đó. Đó. Cũng như thằng nghiện ấy. Tôi ví quan chức nhà nước, hoặc như tôi lúc tôi ở trong tù đó, tôi ví cai ngục ở trong nhà tù là những thằng nghiện.
tôi chỉ thằng mắt họ mà. Tức là chúng mày là những thằng nghiện nhá. Nhưng ngược lại tao chưa bao giờ tôn trọng chúng mày bằng những thằng nghiện vị thành niên mà đang bị nhốt lại trong nhà giam kia. Bởi vì bọn nghiện kia nó lên cơn nghiện, nó sẵn sàng đi ăn cướp và nó chịu trách nhiệm, nó trả giá. Nhưng mà những thằng nghiện như chúng mày ấy, thì hết lấy thẻ đảng ra thì lấy bộ quân phục ra nhá. Hèn nhát. Đó mà các bạn đã nhìn đấy. Quan chức gây tội ác thằng nào cũng cười phởn phơ, ăn nhậu hoành tráng. Nhưng đến lúc ra trước tòa thì gục mặt, thì khóc, thì van xin. Các bạn thấy hai cái nhân cách khác nhau chưa? Khác nhau giữa những người đấu tranh bị gọi là phản động nhá, với những thằng quan chức chưa? Hả? Thế thì ai nhân cách? Ai nhân cách hơn? Hả? Càng ngày càng nhiều người dân ủng hộ những người lên tiếng, ủng hộ những kẻ bị nhà nước cho là phản động. Tại sao lại như thế? Hả? Bởi vì ai người ta cũng nhận thức được các vị đang đánh tráo khái niệm, các vị làm những chuyện tội đồ tội ác. Ai cho phép một thằng ở trong chính quyền mà dẫm lên di ảnh của gia đình nhà người ta? Ha? Nếu mà là nhà tôi đó thì rõ ràng lúc đó có bất cứ một thứ gì xung quanh, tôi đập vỡ mặt cái thằng đó nếu nó dẫm lên ảnh của bố tôi nhá. Nếu tôi không đào được mả nhà nó lên thì ngay lúc đó cái bàn mặt của nó ít nhất cũng một bãi nước bọt của tôi vào giữa mặt nó. Chúng ta phải phản ứng, chúng ta bắt buộc phải phản ứng tương xứng ở một góc độ nào đó, đúng không? Thì những cái lời lẽ thiếu văn hóa hoặc là những việc mà phản ứng một cách gọi là tôi lại cho là đúng. Trường hợp chị Trà chửi nhá, bọn ô lại, tôi cho là còn nhẹ. Tôi hoàn toàn cầu nguyện cho gia đình nhà chị Trà vượt qua được cái lúc mà khó khăn này. Tôi kêu gọi tất cả mọi người ở khắp nơi, chúng ta hãy ủng hộ cho gia đình nhà chị Trà về mọi mặt. Bây giờ họ đang cô lập, họ cấm tất cả những người xung quanh, thì chúng ta hãy đừng chờ đến như là anh Đặng Ngọc viết, đừng chờ đến lúc những gia đình nhà anh Vương chúng ta mới kêu đến. Chúng ta hãy ngay bây giờ chúng ta hãy thành lập những cái đoàn mang tất cả những nhu yếu cần thiết nhất đến để ủng hộ cho gia đình nhà chị Trà đi, đúng không ạ? Còn nếu không, bây giờ sự việc nó căng thẳng ra một vài ngày nữa, chúng ta nghe được một cái tiếng nổ, mười mấy mạng người nhà gia đình nhà chị Trà ở trong đó, thì tôi cho rằng lúc đó ấy, nếu chúng ta có giết được 100 tên ác ôn đi chăng nữa thì chúng ta cũng cái đau thương đó vẫn là quá lớn. Chúng ta phải hành động đó. Bây giờ quyền gì? Ngày hôm nay tôi thấy một cái bạn tên là Trung, gọi là Trung Dỗ đấy, bạn có làm cái livestream. Bạn nói rằng bạn sẽ đồng hành với cả gia đình nhà chị Trà. Bạn rất là thắc mắc là tại sao mà lại cắt điện, cắt nước. Và bạn ấy vẫn còn gọi một số người là phản động. Nhưng dù sao tôi nghĩ rằng với cái góc độ con người nhá, bạn ấy thấy cái điều đó, bạn ấy nhận ra cái điều đó là sai. Cắt điện nhà người ta là sai, cắt nước là sai, không cho người khác giúp đỡ nhau là khốn nạn. Thì họ hoàn toàn có quyền đấu tranh để đòi cái điều đó. Đó. Và tôi kêu gọi tất cả mọi nơi, chúng ta hãy tiếp sức cho gia đình nhà chị Trà. Đó. Hành động tiếp sức gia đình nhà chị Trà nhá, cũng là một câu trả lời đối với chính quyền của thành phố Hải Phòng. Đó. Bởi vì các vị bức ép người dân thì người dân sẽ phải đoàn kết với nhau. Đó, để tạo nên sức mạnh. Chứ không thể để cho kẻ cướp lộng hành nhá, tiêu diệt bẻ gãy từng người một. Một người bị hoạn nạn thì trách nhiệm chung của chúng ta, những người chúng ta không muốn áp bức, không muốn có bất công trong xã hội, chúng ta phải có trách nhiệm đoàn kết lại, ủng hộ những người bị gặp khó khăn bằng mọi thứ có thể. Đó. Ngày hôm nay tôi mở cái livestream này cũng là một cách để tôi ủng hộ cho gia đình nhà chị Trần Thị Trà nhé. Cực lực lên án thành phố Hải Phòng. Đó. Quan chức thành phố Hải Phòng. Và theo như những gì mà tôi nắm được, hiện tại thành phố Hải Phòng, mà cụ thể là chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân, hoàn toàn đã làm trái pháp luật, hoàn toàn đã coi thường pháp luật và người dân. Cho nên đề nghị những người có đủ thẩm quyền, việc đầu tiên là chủ tịch thành phố Hải Phòng và bí thư đảng của thành phố Hải Phòng, đảng lãnh đạo ở đâu? Hả? Nếu như các ông không giải quyết việc này thì các ông vô hình thừa nhận là chính các ông là những người che đậy, bỡ đỡ ở phía sau
để cho thuộc cấp của mình làm sai nhá. Còn nếu không thì bắt buộc cái vai trò đảng lãnh đạo, chính quyền là điều hành, người dân làm chủ, thì ông phải giải quyết cái việc này ngay lập tức. Các ông phải dừng ngay cái quyết định mà sai trái này, và phải có một cái thiện chí là đối thoại với người dân để đi đến một cái thỏa thuận mà hợp tình hợp lý chấp nhận được. Tôi cho rằng ấy, hoàn toàn những người dân thấp cổ bé họng hiện nay nhé, và đều có theo một cái xu hướng rất là hiền hòa, họ sẵn sàng, bởi vì từ bao nhiêu đời nay khi đất nước lâm nguy, hoàn toàn đảng có mạnh cỡ nào thì cũng dựa vào máu xương, dựa vào cái sức của người dân thôi nhé. Nếu như không có dân thì thử hỏi rằng ấy, các ông có chiến thắng nào lẫy lừng không hả? Vậy mà bây giờ các ông quay trở lại, các ông lật mũi súng trở lại để các ông giết dân, thì thử hỏi rằng ấy, cái vinh quang của các ông ở đâu hả? Cái sự vĩ đại của các ông ở đâu? Đấy là một sự đồi bại hèn mặt. Tôi nói với các quý vị như thế. Và sự việc nhà chị Trà nhé, tôi nói hoặc chính quyền Hải Phòng hiện tại đang làm rất sai. Người dân trong nước cũng như dân bà con dân oan khắp nơi, hãy đồng hành cùng bà con Niệm Nghĩa bằng tiếng nói, bằng vật chất, bằng những sự thăm hỏi. Lúc này, bởi vì chúng ta tập trung lại để lo cho một nơi, thì sau này khi mỗi khi chúng ta bị cái gì đó thì sẽ có nhiều người đó sẽ ủng hộ về mọi mặt đối với chúng ta đó. Và sự việc nhà chị Trà, chúng ta hãy thông báo cả ra quốc tế, làm sao đó để không có những sự kiện đáng tiếc xảy ra thêm nữa trong đất nước chúng ta. Còn nếu như nhà cầm quyền cộng sản cương quyết để đẩy dân Việt Nam vào một cái biển tắm máu, thì với 90 triệu dân và 44 triệu đảng viên ấy, tôi cho rằng kẻ tắm máu ấy sẽ là những tên khát máu nhé. Kẻ được tắm máu sẽ là những tên khát máu, chứ không phải là người dân. Đấy là phần thứ nhất mà tôi muốn trao đổi ở trên cái diễn đàn này. Ngày mai nếu như mà có thêm những thông tin từ hiện trường thì có thể tôi sẽ tiếp tục mở một cái livestream nữa và mời một vài người mà có mặt với gia đình nhà chị Trà để cùng tôi tiếp tục phản ánh những cái thông tin mà nóng nhất đến quý vị. Còn tiếp theo đấy thì tôi sẽ muốn đề cập đến vấn đề an toàn của các tù nhân lương tâm ở trong nhà tù. Tại sao tôi lại đề cập đến cái nội dung này? Thực ra thì cái đề tài về vấn nạn đất đai và dân oan nó rất là dài, chúng ta nói không thể hết được. Đó, ngay bản thân tôi vướng vào những cái vụ như thế, mà những vụ việc của tôi cho đến lúc này cũng chưa hề được giải quyết. Vì thế thì tôi chỉ có tóm tắt như thế để mỗi chúng ta suy nghĩ và cho thêm những cái ý kiến đóng góp. Còn tôi đặt vấn đề về cái sự an toàn của các tù nhân lương tâm là bởi vì như tôi đã có nhiều lần nói với cả các quý vị về những cái kinh nghiệm mà khi tôi ở trong tù. Nhưng mà quả thật là cho đến bây giờ sau hơn một năm mà ra khỏi nhà tù ấy, thì tôi cũng chưa thể nói được hết những cái việc mà xảy đến đối với tôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi đọc được một cái thông tin từ gia đình nhà mẹ Nấm. Hôm trước thì tôi đã nói với các bạn về vấn đề của Trần Thúy Nga rồi. Những vấn đề đó vẫn đang được đề cập, bởi vì cho đến lúc này thì gia đình nhà Trần Thúy Nga vẫn chưa có được một thông tin mới nào về Trần Thúy Nga cả. Nhưng mà tiếp tục ngày hôm nay thì lại là thông tin từ phía gia đình nhà mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Tức là có một vài cái bài viết của các bạn cho rằng là cô Thúy Lan đó, sau khi mà đi thăm Như Quỳnh về thì có cho mọi người biết là Quỳnh gặp những cái biểu hiện là có thể nguy hiểm, mà nguy hiểm cho bản thân. Điều này có hay không? Thì tôi xin thưa rằng là đối với cái thể chế hiện nay là nhà cầm quyền cộng sản ấy, tôi cho rằng là họ rất hèn hạ. Họ không những tàn ác mà họ hèn hạ nữa. Ở chỗ là như thế này này, bao nhiêu cái đất nước họ cũng có những người bất đồng chính kiến, họ cũng có rất là nhiều đảng phái, đúng không ạ? Nhưng mà họ đương nhiên là giữa những cái đảng phái, giữa những người đối lập ấy,
họ không thể nào vui vẻ và bằng lòng với nhau, nhưng họ xử sự với nhau trên cái tinh thần là con người với con người, và họ cạnh tranh nhau ở chỗ để khẳng định cái vai trò mà lãnh đạo của mình. Còn ngược lại đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đó, thì họ sẽ thể hiện một cái sự độc tài, độc đảng. Vì thế đó, đối với những người bất đồng chính kiến ấy, họ quá tàn ác. Tôi cho là họ quá tàn ác. Về việc mà bắt giữ những cái tù nhân lương tâm ấy, thì tôi không nói làm gì nữa. Bởi vì ai cũng biết là gần đây những cái bản án rất là nặng nề đối với những người đấu tranh. Tại sao mà ở trong xã hội nó vẫn phân chia làm rất là nhiều cái luồng dư luận khác nhau, vẫn có những người xung quanh ấy gọi chúng tôi là phản động, đúng không? Thực tế thì họ không hiểu thế nào là phản động cả. Hoặc là đấy cũng chính là cái đòn tâm lý chiến của chính cái thể chế tà quyền họ đưa ra để mà họ đánh trao khái niệm, họ tuyên truyền để mà gây chia rẽ giữa mọi người. Nhưng mà cái sự kiện mà những cái tù nhân chính trị mà bị họ bắt vào đó, rồi họ hành hạ, họ đầy đọa, thì cái đó tôi cho rằng là quá đồi bại và hèn. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn trao đổi, và tôi có tang tên của một số gia đình những người mà đang ở tù. Thì đã có rất nhiều cái livestream trước đó, thì tôi có nói với cả các quý vị rồi. Tôi nói rằng là tôi đã phổ biến những cái kinh nghiệm ở trong tù, là khi mà sinh hoạt ở trong trại giam đó, thì chúng ta cần cẩn trọng những việc gì về ăn uống, về thuốc men đó, về mọi mặt. Thì các bạn có thể tham khảo lại những cái livestream trước của tôi. Nhưng mà ở trong cái phần ngày hôm nay, thì qua cái thông tin của cô Thúy Lan về việc mẹ Nấm, là nói rằng là hiện nay mẹ Nấm không nhận thức ăn của trại. Cái điều này tôi cho là rất đúng, tự vì là tôi đã nói rất lâu rồi, nhưng mà có lẽ mọi người quên, tôi đã dặn cả cô Lan là khi vào gặp Quỳnh đó, thì cô thông báo cho Quỳnh biết là khi họ cấp thuốc thì cần mình yêu cầu những cái điều gì. Như tôi đã từng có cái kinh nghiệm, tức là ở trong trại giam có không phải lúc nào, thứ nhất tại sao họ hạn chế gia đình, họ cấm không cho chúng ta gửi thuốc men, là đấy là một trong những cái mà chúng ta phải đặt câu hỏi, là tại sao họ làm như thế. Bởi vì họ luôn luôn muốn phải tỏ ra là họ phải khuất phục được chúng ta, họ ra những cái điều kiện này nọ, là muốn được như thế này thế kia thì phải thế này thế khác đấy. Thế thì thuốc men là một trong những cái cực kỳ quan trọng. Bản thân tôi đấy đã có một cái lần tuyệt thực 13 ngày liền không uống nước. Còn nhịn ăn thì tôi đã nhịn rất dài và nhiều đợt rồi. Nhưng mà tôi không có bị mà đến mức độ mà phải đi cấp cứu. Nhưng có một lần ở tại trại tạm giam An Bình thì tôi nhịn 13 ngày không uống nước. Đó. Và sau đó thì tôi đã bị hôn mê. Tôi bị hôn mê thì thực sự để mà so sánh ấy, cái thể lực của tôi đó là người rất khỏe so với rất nhiều anh chị em. Thậm chí ngay như quản giáo cai ngục ở đấy họ phải nói mà, họ phải nói rằng là chị chứ là chúng tôi là chết rồi. Đó. Thì lúc đó tôi được khiêng xuống cái y tế của trại. Khi mà tôi mở mắt ra đó, thì tôi nhìn thấy là rất đông người đứng xung quanh tôi. Có lẽ là vì đông người cho nên là chưa có chuyện gì xảy ra với tôi cả. Và sau đó thì cái viên bác sĩ của trại ấy, ông ta chỉ đổ cho tôi một cái ly cà phê nóng là tôi đã tỉnh rồi. Lúc đó thì tôi có nhìn thấy một cái chai để truyền màu vàng ở đó, và ông ta nói rằng là nếu như mà chị không chịu ăn lại thì buộc lòng chúng tôi phải truyền. Thì tôi nghĩ trong đầu tôi rất nhanh nhé, tôi nghĩ rằng là cái con đường mà họ đầu độc mình ấy là nhanh nhất là họ đưa thẳng vào trong máu mình đó. Chứ còn những cái mà ăn phải hay uống phải thì tôi cho rằng nó không nguy hiểm lắm. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu ăn ấy mà có độc ấy thì nó chỉ đến mức độ là ngộ độc thức ăn. Chúng ta sẽ biết ngay. Cái đó nó sẽ làm cho chúng ta hoặc là đau bụng hoặc là nôn mửa. Đấy là những cái triệu chứng lâm sàng nhé. Còn riêng mà đầu độc theo cái con đường mà truyền vào tĩnh mạch ấy thì tôi nói rằng rất khó biết. Đó. Cho nên rằng người nhà của tất cả những cái tù nhân ấy là đều phải vận động người thân của mình. Đấu tranh thì tùy theo cái thể lực của từng người đó, để mà mình biết rằng cái sức chịu đựng của mình đến đâu. Và quan trọng nhất ấy, là cái thông tin thường xuyên đó. Thì lúc trước đó, trong 4 tháng mà tôi không được gặp gia đình ấy, thì các con tôi và tất cả bạn bè ở bên ngoài đã làm rất là mạnh, đến tận Viện Kiểm sát của Gia Lai để đưa đơn và
làm những cái cuộc mà biểu tình cũng như là thông báo căng băng rôn ở ngoài Hà Nội đó, cũng giống như cái vụ của anh Điếu Cày cũng thế. Thì cái điều này tôi nghĩ rằng là các gia đình tù nhân hiện nay đang bị bắt bớ như là của Thúy Quỳnh này, Trần Thúy Nga này, Nguyễn Văn Oai này, rất nhiều những anh chị em mà hoàn cảnh gia đình thì xa khó khăn nhá. Nhưng mà các vị phải có những cái sự kết hợp để có những bạn bè anh chị em có thể đi theo giúp đỡ, ví dụ như cô Lan đi mà các cháu nhỏ như thế thì phải có một hai anh chị em đi theo để mà giúp đỡ cô Lan trong cái chặng đường đi. Một mặt nữa thì khi mà vào mà gặp mà Quỳnh đó thì cô Lan nhớ nhắc Quỳnh, tức là tùy theo cái khả năng của mình, cái sức chịu đựng của mình, cái sức khỏe của mình để có những cái biện pháp mà tối ưu nhất, không để những cái trường hợp mà quá bất lợi xảy ra. Hai nữa là cháu đã dặn từ cô từ rất lâu rồi, ở cái trại gia chung ấy có những lúc ví dụ như đau đầu hay là những cái bệnh mà gọi là nó sơ sơ thôi thì nhà không có thuốc thì mình bắt buộc phải dùng thuốc trại để mà dứt cái cơn đau. Nhưng mà buộc trại giam họ phải đưa thuốc nguyên vỉ, nguyên gói cho mình để mình biết cái tên thuốc mình sử dụng và mình biết cái hạn sử dụng của cái thuốc đó, cái đòi hỏi đó phải được chấp nhận và cháu đã làm điều đó. Thứ hai nữa đó thì tại sao mà cả một cái quá trình rất dài mà phải đặt nước để uống thì cháu nói với cô là như thế này, cái việc mà nhà cầm quyền cộng sản họ đầu độc tù nhân mà cụ thể là những người bất đồng chính kiến, điều đó không loại trừ mặc dù chúng ta chưa nhìn thấy thực tế, bởi vì họ làm thì họ đâu có để cho mình nhìn thấy. Hai nữa đó là ví dụ như trường hợp của thầy Đinh Đăng Định đấy, khi mà thầy mất xong thì gia đình mới nói rằng là trong cái xét nghiệm thì có độc tố quá cao ở trong máu. Rõ ràng là họ muốn đưa vào máu thì nó phải là một cái quá trình đó, bởi vì là nếu mà một lượng độc tố quá cao thì nó sẽ giết người ngay tức thì. Thế thì mình phải phải mình chính bản thân mình phải có những cái kiến thức đó, mình phải có những cái kiến thức về lâm sàng để mình biết cách mình tránh. Cái điều này thì bản thân tôi khá có lợi, bởi vì là trước đây trong những cái năm tháng còn kinh doanh ấy thì tôi đi với rất nhiều đoàn bác sĩ để đi làm từ thiện, để cho nên rằng tôi có được những cái kiến thức lâm sàng của ngành y. Cái điều này nó đã giúp cho tôi có được những cái kinh nghiệm xương máu ở trong nhà tù. Bởi vì là đó, như cái lần mà tôi nói là tôi bị xỉu đi đó, khi mà mình đã hôn mê rồi thì họ đưa vào người mình cái gì mình đâu có biết, mình không thể biết được. Mà tôi cũng khẳng định với các bạn một điều rằng là nếu họ đã tính toán thì họ làm điều đó thì không bao giờ họ đưa một cái lượng độc tố đủ chết người cả. Nó chỉ là những, tức là từ từ, con đường ăn uống thì sẽ lâu hơn rất nhiều nhưng mà cũng không loại trừ nhé. Tại sao tôi nói như thế thì tôi nói luôn cái trường hợp của tôi. Có một cái lần mà tôi kể mọi người câu chuyện đấy là họ đặt cơm của tôi xuống đất, tôi đã làm bài thơ mà cơm để dưới đất nước trộn 50 vì sao con người không bằng cầm thú, bởi họ cay cú khi bị lột trần bản chất lêu manh hại dân bán nước. Tức là cơm họ lấy riêng, họ để riêng cho tôi trong cái ngăn cặp lồng. Không phải riêng tôi nhé, tôi theo dõi là cả cái số tù chính trị mà ED. Sau này tôi có đặt câu hỏi này với cả giám thị trại, tôi nói tại sao thì họ nói rằng ấy, tức là mà anh em tù nam nó có những cái phức tạp cho nên họ phải chia riêng như thế, nhưng theo tôi rằng nó có một cái điều gì đó rất là khác người. Cho nên là cả cái quá trình ở trại giam đó tôi đã nhịn một lần dài nhất là 60 ngày, từ mùng 2 tháng 4 năm 2015 mà đến ngày mùng 2 tháng 6 năm 2015 tôi mới bắt đầu ăn lại. Nhưng mà như mẹ nấm hôm nay mẹ được thông báo đó thì ăn những thức ăn do gia đình gửi vào và đồ khô. Cô Lan nên vận động Quỳnh như thế, và trong cái thức ăn để tiếp tế cho những tù nhân mọi người nên mang những cái đồ sấy, hoa quả sấy này, rau sấy này, rau sấy khô này, đó để mà cho người tù có thể là có những cái thức ăn cần thiết. Ngày đó thường xuyên ấy là tôi dùng gạo lứt, nó gạo lứt dưa dưa leo mình có thể đặt mua rồi mình về mình ngâm rửa nước muối đi, sau đó mình xẻ ra mình cuốn vào cái bánh tráng ấy để mình ăn. Rất là nhiều món ở trong tù thì chế ra rất là nhiều món, thậm chí có những lúc họ cắt nước nhá. Thì tôi nói rằng hoặc họ cho nước mà mình cảm thấy không an toàn thì chính bản thân tôi chấp nhận là ăn mì với nước lã. Bởi vì tại sao? Bởi vì cả một cái hệ thống đường ống ở trong trại thì họ không thể đầu độc được đó. Còn nước họ cho riêng tôi mà họ để vào một cái nồi bẩn họ để ở ngoài, tôi dứt khoát không lấy.
tôi không lấy. Và họ thậm chí họ làm những cái trò rất khốn nạn, họ buộc tôi là phải đi ra xin, xin cán bộ nhé. Tôi nói tôi không xin, bởi vì tất cả những cái tiêu chuẩn dùng cho tù nhân là nhà nước cấp. Các ông giữ tôi hay bất cứ một người tù nào, các ông phải đảm bảo những điều đó. Còn không đảm bảo tôi phản đối. Thì trình một thời gian rất dài, tôi đã phải chấp nhận là ăn mì với cả nước lã, hoặc là nhai mì sống, nhai giết nó chán thì tôi lại cho vào nước lã tôi ngâm. Ngâm khi nó nở ra đó thì tôi trộn với nước tương đó, để ăn gọi là mì gió đó. Thế thì rất nhiều cái cách ở trong tù. Nhưng mà tựu chung là chúng ta phải hiểu biết để chúng ta tránh nhá những cái mà họ có khả năng đầu độc. Tôi đã phản đối cái điều đó bằng cách tôi không ăn cơm riêng. Kể cả sau lúc này nhận, sau này nhận cơm, tôi yêu cầu là cái phòng tôi 7 người, cái khu tôi 7 người là phải chia chung. Chia chung thì tôi sắm ra tất cả những cái đồ dùng. Ví dụ như những cái thùng để giữ nhiệt. Đó, và về chia chung 7 người thì tôi ăn. Chia chung 7 người về thì tôi bới một chén nhỏ ở giữa. Đó, tôi ăn. Bởi vì tại sao? Tại sao mà nó khiến cho tôi có những cái đòn cảnh giác như thế ạ? Là tại vì chính họ khi vào họ đã cho tù nhân trong đó khủng bố tôi, đe dọa là đầu độc tôi bằng cyanua. Đó. Thế thì tôi nói rằng cơm là chia chung tôi mới ăn, nước chia chung tôi mới uống. Và hoàn toàn tôi uống bằng nước suối. Đó. À, có những kẻ nó lại nói rằng tôi đi tù mà uống nước suối. Thì bây giờ tôi nói luôn cho mấy cái thằng ngu nó nghe này ha. Bà uống nước suối để bà bảo vệ tính mạng nha. Đó. Sau này mà con bị đi tù ấy, vì giật dọc, vì ăn trộm ăn cướp ấy, thì có thì nhịn bớt ăn đi mà uống nước suối. Hiểu không? Ít nhất thì nó cũng đảm bảo mỗi một lần gia đình tôi vào đó thì tôi đề nghị là mua cho tôi thật nhiều nước suối. Còn sau đó thì đặt căng tin. Đặt căng tin mà tôi nói với các quý vị nhé, cái chai á, mà về á, tôi cũng phải bóp. Tôi bóp hết xem nó có một cái lỗ thủng nào không, tôi mới nhận. Tôi nói với quý vị như thế. Chứ không phải cái chai nước suối khơi khơi ra rồi tôi để nó tôi uống đâu. Đó. Đã có những cái lỗ thủng mà họ nghi ngờ là tôi không uống. Đó. Thế thì thật ra như thế chúng ta mới có thể tránh được. Và ngay cả tuyệt thực cũng thế. Tôi có một cái may mắn là các cha nhà thờ đã cho tôi một cái cuốn sách Tuyệt thực đi về đâu từ rất lâu. Và đấy là cái cẩm nang giúp tôi những cái ngày tháng ở trong tù. Bác sĩ của bệnh viện Việt Pháp còn ngạc nhiên mà, là vì sao mà cái thời gian nhịn nhiều như thế mà tuyến tụy mấy gan của tôi không hỏng. Còn ở trong tù thì rất nhiều bệnh nó có thể mà đến với mình. Cái đề kháng của chúng ta mà không tốt ấy, thì rất là dễ bị nhiễm đủ thứ bệnh hết. Đấy, cho nên là điều đầu tiên ấy thì chúng ta phải biết trước những cái kiến thức lâm sàng đó để mà chúng ta tự là bác sĩ của chính bản thân mình. Trong những cái điều kiện bất khả kháng phải dùng thuốc thì chúng ta phải coi như là có những cái kiến thức riêng về thuốc. Đó. Còn thuốc của nhà gửi vào cũng thế. Ví dụ chẳng hạn như là nó ăn thua người ở trong người ở ngoài. Ví dụ như là bạn gửi thuốc vào cho người thân mình, nhưng mà ở trong nó đó, thứ nhất là khi mà nhận hàng qua bưu phẩm hay là nhận hàng thăm nuôi đó, thì dứt khoát tôi không cho phép nhá, là những cái đầu của tôi mà khui ra. Đó. Cái gì là vị thì là phải để như, là để nguyên vị. Mặc dù họ có thể giữ, họ không giao cho mình đó, họ giữ ở bên y tá, nhưng mà phải nguyên đai nguyên kiện. Và sau đó thì tôi sang, tôi lấy từ từ về tôi uống. Đó. Chứ mình không chấp nhận là những cái thứ đó của mình mà họ lột ra. Và mình, việc đầu tiên mình phải đấu tranh để đạt được những cái điều đó đã. Đó. Chứ còn ở trong tù thì tôi nói rằng đối riêng với những cái tù mà hình sự họ đã rất là khổ. Đó. À, cảm ơn Hà Điệp, một người bạn tù của tôi. Cô ấy đã nói rằng là tôi đấu tranh để đòi cái quyền lợi cho mọi người đúng. Bởi vì là tôi, bản thân tôi vì sao phải đi tù? Tôi đi tù chỉ vì tôi lên tiếng nói nhá, để đòi những cái vấn đề ở trong cái xã hội này phải công bằng, phải đúng luật pháp. Thì khi tôi vào đó tôi nhìn ấy, ở một trên trại tù ấy, nó gần như cái đáy cuối cùng của xã hội rồi. Những người bạn tù quá khổ. Đó. Và đấy là cái lý do tại sao khi mà họ nhìn thấy tôi trực diện nhịn ăn để mà đòi quyền lợi cho họ, thì lúc đó cái sự cô lập của trại
nó không thành công nữa. Bởi vì xung quanh bạn tôi người ta sẽ ủng hộ tôi hết. Cảm ơn con, rất là cảm ơn con. Lúc nào cô cũng cảm thấy thương chị em. Cô đã nói sống với cả các con nên là cô sống bằng màu áo tù nhé. Bởi vì dù cô không có tội nhưng mà bị bắt vào đấy có nghĩa rằng là cô chung một màu áo với chị em. Đó, chỉ có những kẻ sai trái và làm những việc sai trái thì không bao giờ cô chấp nhận. Đó. Và cô chấp nhận đi tù vì lý do mà mình lên tiếng nói về sự thật mà. Thì những cái kinh nghiệm ở trong tù đó, tôi mong rằng những gia đình tù nhân hãy mỗi một lần đi thăm hoặc là bằng những cái kênh thông tin này khác, cố gắng để cho thân nhân của mình biết những cái điều gì cần làm, tránh được đến mức nào thì hay mức đó. Bởi vì thật ra ấy, thì tôi cho rằng như thế này này, cái giai đoạn nào mà bắt đầu vào cái trại giam ấy, thì thứ nhất cái giáo án của họ, cái giáo án của họ là họ phải đưa ra hết tất cả những cái trò để họ hành hạ và khủng bố tinh thần của tù nhân chính trị. Đó, ăn thua là do chúng ta, cái thời gian nó kéo dài hay nó ngắn là do chúng ta. Các bạn có thể thấy trên người tôi đây ạ, bao nhiêu những cái vết sẹo như thế này. Những người bạn tù của tôi đang có mặt ở trên cái livestream này, họ đã chứng kiến tôi làm như những gì và sống như thế nào ở trong tù. Thì tôi có thể nói với các bạn một điều rằng những việc mà chúng ta làm, những cái hành xử mà chúng ta làm không chỉ thu phục những người bạn tù đâu nhá. Chúng ta sẽ thu phục ngay chính cả những cái tên ác ôn đó, những người quản giáo cai ngục đó. Vì thế đó tôi nói rằng cái thời gian mà họ hành hạ, họ đày đọa chúng ta dài hay ngắn ấy, nó hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của chúng ta đó. Vì thế đó, chỉ có dặn mọi người. Và thứ hai nữa, tôi muốn một cái điều rằng là gia đình những tù nhân lương tâm ấy, nếu có điều kiện cho phép nhá, thì chúng ta hãy đi thăm hàng tháng. Cái tâm trạng của người tù ấy, chúng tôi không nghĩ đến vật chất, không tha thiết cái miếng ăn. Nhưng mà mỗi một khi á, người tù mà thấy gia đình lên thăm ấy, thì cái tinh thần người ta lên nhiều lắm. Và cũng để thêm một cái điều rằng là sẽ biết được cái những cái gì đó xảy ra với cả người thân của mình ở trong trại. Vì thế đó là tôi mong rằng là mọi người cố gắng tạo điều kiện qua các những cái thứ mà nhu yếu phẩm ấy, thì chỉ cần mang ít thôi, thậm chí có thể gửi bưu phẩm bưu kiện cũng được, theo cái tiêu chuẩn hàng tháng cũng được. Nhưng cái sự có mặt của người thân nó sẽ làm cho cái tinh thần của người tù rất là vững vàng, và ít nhất là chúng ta cũng sẽ có nhận được những cái thông tin về người thân của mình ở bên trong, đồng thời cũng cho người thân của mình biết một phần nào đó những cái diễn biến ở bên ngoài. Đó, một lá thư thôi. Tại sao hôm nay tôi có nghe Quỳnh nhắc là mong mọi người gửi thư cho Quỳnh để mà đáp lại cái hành động mà trại giam họ ngăn cản thư. Tôi cho là điều này Quỳnh thấy được, Quỳnh đã có những cảm nhận, là chúng tôi có những cảm nhận rất giống nhau. Khi đó tôi nhận được thông tin là một ngài thượng nghị sĩ của Mỹ đã gửi thư cho tôi vào trại giam. Tôi thường xuyên ra để hỏi và đòi, nhưng họ cũng đã không đưa cho tôi cái lá thư đó. Nhưng ngược lại sau này đó, thì tất cả các cha, các quý thầy, các anh chị em của tôi, họ đều viết những cái dòng chữ ngắn cho tôi mỗi tháng để cho tôi nhận được. Và sau khi nhận được cái đó thì phải nói rằng là tâm trạng và tinh thần của tôi rất là vui. Và mình phải đấu tranh bằng được. Cô Lan lần sau á, cháu nghĩ rằng là mỗi một lần cô đi, cô yêu cầu cán bộ trại giam nhá, kiểm tất cả những cái thứ mà cô gửi cho Quỳnh, và nói dặn luôn Quỳnh, tức là những gì mẹ gửi ngày hôm nay, để cho Quỳnh nhớ khi vào đó đó, là để tránh cái tình trạng mà họ sẽ lấy bớt những cái thứ đó họ hủy đi. Nhà tôi lúc đầu đã bị rồi ạ, cái giai đoạn đầu bị, nhưng sau đó thì tôi rất là nhanh để mà phát hiện ra cái tình trạng đó. Và tôi yêu cầu cán bộ trại giam phải kiểm hàng và thông báo cho gia đình tôi biết cái gì không được mang vào trả lại ngay lập tức cho gia đình mang về, kể cả thư từ, bởi vì họ không được quyền giữ thư đó nhá. Hoặc là cho đem vào hoặc là không cho đem vào, chúng ta đem trở về và chúng ta thông báo cho cộng đồng biết đó, những cái việc làm của họ. Thì bằng cái kinh nghiệm của tôi đó, thì tôi thấy rằng là sau đó tôi đã đòi được rất là nhiều những cái quyền lợi chính đáng của mình. Bởi thời gian tù đối với cả những người như Quỳnh và Trần Thúy Nga rất là lâu, lại là phụ nữ nữa, cho nên là chúng ta đều phải có cái kết hợp trong ngoài, và những người bên ngoài gia đình là những cái điểm tựa mà vững vàng nhất cho những tù nhân. Vì thế là mong rằng tất cả các anh chị em hãy chia sẻ, hãy thay nhau
mỗi một người đồng hành với cả những gia đình tù nhân lương tâm. Ví dụ như lần này đi thăm thì người nào đi được thì đi, lần sau thì người khác đi. Chúng ta nên bớt một cái chút là thời gian, công sức để chúng ta đóng góp vào một cái sự ủng hộ thiết thực nhất cho những người tù đang nằm ở bên trong song sắt. Trước khi mà dừng lại cái livestream này vì cũng khá dài rồi, thì tôi đọc cho mọi người nghe cái bài thơ mà tôi viết ở trong tù, trong một cái giai đoạn mà tôi bị hành hạ tàn khốc nhất. Tôi cầm bút viết lên những vần thơ quằn quại, khi căm giận dâng trào làm nước mắt tràn mi. Chưa thấy một nơi nào tôi từng đặt chân qua sự khốn nạn lại ngang nhiên đến thế. Đừng hy vọng tình người còn tồn tại trong những con dã thú, khi chúng đã bán mình làm những việc phi nhân. Chỉ vì muốn vinh thân, chúng sẵn sàng trà đạp lên tất cả. Hãy gào thét đập đầu cho hả dạ. Đấy là tâm trạng của tôi lúc đó. Tôi đã đập đầu, tôi đã cắt đứt mạch máu của tôi nha. Hãy gào thét đập đầu cho hả dạ, phun căm hờn vào mặt lũ bất lương. Trốn lao tù làm gì có kỷ cương, và đạo lý chỉ là mồi bả chó. Người với người mà không bằng cầm thú, làm sao lặng im chịu đựng chúng diễn trò. Mấy chục ngày qua ta nhịn đói nằm im, không một lần chuyện trò, không sẻ chia giúp đỡ, trò biệt giam tinh vi giữa chốn đông người. Ta nằm đó chẳng cần ai nhòm ngó, chẳng thèm đáp lời trước những sự gây hấn tiểu nhân. Khép mắt lặng im để xem chúng diễn trò thú vật, không cậy nổi miệng tôi, chúng đâm ra cây cú, lồng lộn cuồng điên khủng bố tinh thần. Chỉ những cái đầu bằng ống bơ mới cho rằng tao sợ, vì trên đời này tao chỉ sợ chính nhân. Loài bất nhân tàn ác tạo quyền, dù có giết tao cũng không bao giờ khuất phục. Tao im lặng cho chúng mày dung tục, tự phô ra những thủ đoạn đê hèn, tự lột chuồng khoe sự lở loét bản thân, tự trình diễn những trò hề cặn bã, tự lột tả tận cùng man dợ nhất bản chất lưu manh bọc trong đống mỹ từ. Hãy cứ tiếp tục những đòn thù hèn hạ nhất, bởi cuộc chiến này còn dai dẳng trông gai, và thắng bại chưa đến hồi phân xử. Tao nằm xuống sẽ còn nhiều người tiếp bước, bởi hờn căm chất núi đổ thành sông. Không xã hội nào chấp nhận nổi bất công, không dân tộc nào phục tuân bạo chúa. Bài thơ này sau này tôi đã viết tặng lại cả cho ông giám thị, bởi vì họ đòi thu cái cuốn thơ của tôi. Thì tôi nói rằng là tài sản riêng của tôi không ai được quyền. Thơ đó tôi viết tặng mẹ tôi, cho nên là phải cho tôi đem về. Thì ông ta có nói với tôi là chị bây giờ thu của chị thì chúng tôi làm sao dám treo lên, cho nên muốn chị tặng lại. Tôi không biết cái mục đích của ông giám thị Nguyễn Đình Ba lấy cái tập thơ của tôi để làm gì, nhưng tôi đã bỏ ra gần một tháng trời năm trước khi về, nằm bò ra để viết lại từng bài thơ tặng lại. Lần lượt sắp tới tôi sẽ đọc từng bài một, và trong cuốn thơ gửi lại tặng trại giam Gia Trung và ông giám thị Nguyễn Đình Ba, tôi đã viết lời tựa cho từng bài thơ, những bài thơ đó ra đời trong hoàn cảnh nào đó. Và có lẽ rằng nếu như một ngày nào ông giám thị Nguyễn Đình Ba còn giữ cuốn thơ của tôi, thì tôi cho rằng đấy sẽ là một kỷ vật vô cùng đáng giá. Bởi vì hoặc tôi nghĩ rằng ấy, ông đã dùng cuốn thơ đó để báo cáo nhé, lên thượng cấp của các ông, đấy là Tổng cục 8, đấy là Bộ Công an đó, về tôi. Nhưng mà tôi khẳng định rằng con người tôi, những vần thơ được tôi viết ra bằng máu, bằng nước mắt trong những ngày ở trại giam Gia Trung, nó đã lột tả tất cả những gì mà các ông hành xử với tôi. Và tôi cũng nói thẳng là cho đến ngày tôi ra về thì có lẽ rằng ấy, các ông đã cố gắng để lại những cái ấn tượng mà tốt hơn trong tôi. Tôi nhìn nhận về các ông tốt hơn, mặc dù là tôi không biết rằng cái sự thay đổi đó là thật hay không thật nhá. Nhưng mà tôi nhìn nhận rằng các ông đã có những thay đổi tốt hơn đối với tôi, cư xử tốt hơn đối với tôi. Thì tôi hy vọng rằng cái điều đó, những người bạn của tôi, những người như Trần Thúy Nga, như Nguyễn Thúy Quỳnh cũng sẽ làm được điều đó. Bởi vì tại sao? Bởi vì chính cái con người sống như chúng tôi, những lý tưởng mà chúng tôi đang theo đuổi, những việc làm mà chúng tôi đang làm, những gì chúng tôi phải chịu đựng dưới cái đòn thù của các ông, đấy là sự thức tỉnh các ông, nếu như một người nào đó còn gọi là con người.
Đó. Thì hôm nay cái livestream này cũng khá dài rồi. Tôi xin phép mọi người là sẽ dừng ở đây. Và những đề tài này sẽ còn tiếp tục. Bởi vì như hôm trước tôi nói về Trần Thúy Nga cũng còn dang dở. Và ngày hôm nay tôi chỉ nói những cái điều chung nhất gửi gắm đến tất cả những anh chị em, những gia đình của những tù nhân lương tâm. Và tôi sẽ quay trở lại những đề tài này trong những cái livestream tiếp theo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý bà con anh chị em và chúc mọi người có một buổi tối ngon giấc. Thì đã có rất nhiều cái livestream trước đó, thì tôi có nói với cả các quý vị rồi. Tôi nói rằng là tôi đã phổ biến những cái kinh nghiệm ở trong tù, là khi mà sinh hoạt ở trong trại giam đó thì chúng ta cần cẩn trọng những việc gì về ăn uống, về thuốc men đó, về mọi mặt. Thì các bạn có thể tham khảo lại những cái livestream trước của tôi. Nhưng mà ở trong cái phần ngày hôm nay thì qua cái thông tin của cô Thúy Lan về việc mẹ nấm, là nói rằng là hiện nay mẹ nấm không nhận thức ăn của trại. Cái điều này tôi cho là rất đúng. Tự vì là tôi đã nói rất lâu rồi, nhưng mà có lẽ mọi người quên. Tôi đã dặn cả cô Lan là khi vào gặp Quỳnh đó thì cô thông báo cho Quỳnh biết là khi họ cấp thuốc thì cần mình yêu cầu những cái điều gì. Như tôi đã từng có cái kinh nghiệm, tức là ở trong trại giam có không phải lúc nào, thứ nhất tại sao họ hạn chế gia đình, họ cấm không cho chúng ta gửi thuốc men, là đấy là một trong những cái mà chúng ta phải đặt câu hỏi, là tại sao họ làm như thế. Bởi vì họ luôn luôn muốn phải tỏ ra là họ 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 phải khuất phục được chúng ta, họ ra những cái điều kiện này nọ, là muốn được như thế này thế kia thì phải thế này thế khác đấy. Thế thì thuốc men là một trong những cái cực kỳ quan trọng. Bản thân tôi đấy đã có một cái lần tuyệt thực 13 ngày liền không uống nước. Còn ăn nhịn ăn thì tôi đã nhịn rất dài và nhiều đợt rồi. Nhưng mà tôi không có bị mà đến mất mức độ mà phải đi cấp cứu. Nhưng có một lần ở tại trại tạm giam An Bình thì tôi nhịn 13 ngày không uống nước. Đó. Và sau đó thì tôi đã bị hôn mê. Tôi bị hôn mê thì thực sự để mà so sánh đấy, cái thể lực của tôi đó là người rất khỏe so với rất nhiều anh chị em, thậm chí ngay như quản giáo cai ngục ở đấy họ phải nói, mà họ phải nói rằng là chị chứ là chúng tôi là chết rồi đó. Thì lúc đó tôi được khiêng xuống cái y tế của trại. Khi mà tôi mở mắt ra đó thì tôi nhìn thấy là rất đông người đứng xung quanh tôi. Có lẽ là vì đông người cho nên là chưa có chuyện gì xảy ra với tôi cả. Và sau đó thì cái viên bác sĩ của trại ạ, ông ta chỉ đổ cho tôi một cái ly cà phê nóng là tôi đã tỉnh rồi. Lúc đó thì tôi có nhìn thấy một cái chai để truyền màu vàng ở đó, và ông ta nói rằng là nếu như mà chị không chịu ăn lại thì buộc lòng chúng tôi phải truyền. Thì tôi nghĩ trong đầu tôi rất nhanh nhé, tôi nghĩ rằng là cái con đường mà họ họ đầu độc mình ấy là nhanh nhất là họ đưa thẳng vào trong 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 máu mình đó. Chứ còn những cái mà ăn phải hay uống phải thì tôi cho rằng nó không nguy hiểm lắm. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu ăn ấy mà có độc ấy thì nó chỉ đến mức độ là ngộ độc thức ăn. Chúng ta sẽ biết ngay. Cái đó nó sẽ làm cho chúng ta hoặc là đau bụng hoặc là nôn mửa. Đấy là những cái triệu chứng lâm sàng nhé. Còn riêng mà đầu độc theo cái con đường mà truyền vào vào tĩnh mạch ấy thì tôi nói rằng rất khó biết. Đó. Cho nên rằng người nhà của tất cả những cái tù nhân ấy là đều phải vận động người thân của mình. Đấu tranh thì tùy theo cái thể lực của từng người đó, để mà mình biết rằng cái sức chịu đựng của mình đến đâu. Và quan trọng nhất ấy, là cái thông tin thường xuyên đó. Thì lúc trước đó, trong 4 tháng mà tôi không được gặp gia đình ấy, thì các con tôi và tất cả bạn bè ở bên ngoài đã làm rất là mạnh, đến tận viện kiểm sát của Gia Lai để đưa đơn và làm những cái cuộc mà biểu tình cũng như là thông báo căng băng rôn ở ngoài Hà Nội đó, cũng giống như cái vụ của anh Điếu Cày cũng thế. Thì cái điều này tôi nghĩ rằng là các gia đình tù nhân hiện nay đang bị bắt bớ như là của Thúy Quỳnh này, Trần Thúy Nga này, Nguyễn Văn Oai này, rất nhiều những anh chị em mà hoàn cảnh gia đình thì xa khó khăn nhé, nhưng mà các vị phải có những cái sự kết hợp để có những bạn bè anh chị em có thể đi theo giúp đỡ. Ví dụ như cô Lan đi mà các cháu nhỏ như thế thì phải có một hai anh chị em đi theo để mà giúp đỡ cô Lan trong cái chặng đường đi. Một mặt nữa thì khi mà vào mà gặp mà Quỳnh đó thì cô Lan nhớ nhắc Quỳnh
tức là tùy theo cái khả năng của mình, cái sức chịu đựng của mình, cái sức khỏe của mình, để có những cái biện pháp mà tối ưu nhất, không để những cái trường hợp mà quá bất lợi xảy ra. Hai nữa là cháu đã dặn từ cô từ rất lâu rồi, ở cái trại gia trung ấy có những lúc ví dụ như đau đầu hay là những cái bệnh mà gọi là nó sơ sơ thôi, thì nhà không có thuốc thì mình bắt buộc phải dùng thuốc trại để mà dứt cái cơn đau. Nhưng mà buộc trại giam họ phải đưa thuốc nguyên vỉ, nguyên gói cho mình, để mình biết cái tên thuốc mình sử dụng và mình biết cái hạn sử dụng của cái thuốc đó, cái đòi hỏi đó phải được chấp nhận, và cháu đã làm điều đó. Thứ hai nữa đó, thì tại sao mà cả một cái quá trình rất dài mà phải đặt nước để uống, thì cháu nói với cô là như thế này. Cái việc mà nhà cầm quyền cộng sản họ đầu độc tù nhân, mà cụ thể là những người bất đồng chính kiến, điều đó không loại trừ, mặc dù chúng ta chưa nhìn thấy thực tế, bởi vì họ làm thì họ đâu có để cho mình nhìn thấy. Hai nữa đó là ví dụ như trường hợp của thầy Đinh Đăng Định đấy, khi mà thầy mất xong thì gia đình mới nói rằng là trong cái xét nghiệm thì có độc tố quá cao ở trong máu. Rõ ràng là họ muốn đưa vào máu thì nó phải là một cái quá trình đó, bởi vì là nếu mà một lượng độc tố quá cao thì nó sẽ giết người ngay tức thì. Thế thì mình phải mình chính bản thân mình phải có những cái kiến thức đó, mình phải có những cái kiến thức về lâm sàng để mình biết cách mình tránh. Cái điều này thì bản thân tôi khá có lợi, bởi vì là trước đây trong những cái năm tháng còn kinh doanh ấy, thì tôi đi với rất nhiều đoàn bác sĩ để đi làm từ thiện, để cho nên rằng tôi có được những cái kiến thức lâm sàng của ngành y. Cái điều này nó đã giúp cho tôi có được những cái kinh nghiệm xương máu ở trong nhà tù. Bởi vì là đó, như cái lần mà tôi nói là tôi bị xỉu đi đó, khi mà mình đã hôn mê rồi thì họ đưa vào người mình cái gì mình đâu có biết, mình không thể biết được. Mà tôi cũng khẳng định với các bạn một điều rằng là nếu họ đã tính toán thì họ làm điều đó, thì không bao giờ họ đưa một cái lượng độc tố đủ chết người cả. Nó chỉ là những, tức là từ từ, con đường ăn uống thì sẽ lâu hơn rất nhiều, nhưng mà cũng không loại trừ nhé. Tại sao tôi nói như thế, thì tôi nói luôn cái trường hợp của tôi. Có một cái lần mà tôi kể mọi người câu chuyện đấy, là họ đặt cơm của tôi xuống đất. Tôi đã làm bài thơ mà cơm để dưới đất, nước trộn 50, vì sao con người không bằng cầm thú, bởi họ cay cú khi bị lột trần, bản chất lêu manh hại dân bán nước. Tức là cơm họ lấy riêng, họ để riêng cho tôi trong cái ngăn cặp lồng. Không phải riêng tôi nhé, tôi theo dõi là cả cái số tù chính trị mà ED. Sau này tôi có đặt câu hỏi này với cả giám thị trại, tôi nói tại sao, thì họ nói rằng ấy, tức là mà anh em tù nam nó có những cái phức tạp, cho nên họ phải chia riêng như thế. Nhưng theo tôi rằng nó có một cái điều gì đó rất là khác người. Cho nên là cả cái quá trình ở trại giam đó, tôi đã nhịn một lần dài nhất là 60 ngày. Từ mùng 2 tháng 4 năm 2015 mà đến ngày mùng 2 tháng 6 năm 2015, tôi mới bắt đầu ăn lại. Nhưng mà như mẹ Nấm hôm nay được thông báo đó, thì ăn những thức ăn do gia đình gửi vào và đồ khô. Cô Lan nên vận động Quỳnh như thế. Và trong cái thức ăn để tiếp tế cho những tù nhân, mọi người nên mang những cái đồ sấy, hoa quả sấy này, rau sấy này, rau sấy khô này, đó, để mà cho người tù có thể là có những cái thức ăn cần thiết. Ngày đó thường xuyên ấy, là tôi dùng gạo lứt, đó, gạo lứt, dưa leo, mình có thể đặt mua, rồi mình về mình ngâm rửa nước muối đi, sau đó mình xẻ ra mình quấn vào cái bánh tráng ấy để mình ăn. Rất là nhiều món ở trong tù thì chế ra rất là nhiều món, thậm chí có những lúc họ cắt nước nhá. Thì tôi nói rằng hoặc họ cho nước mà mình cảm thấy không an toàn, thì chính bản thân tôi chấp nhận là ăn mì với nước lã. Bởi vì tại sao? Bởi vì cả một cái hệ thống đường ống ở trong trại thì họ không thể đầu độc được đó. Còn nước họ cho riêng tôi, mà họ để vào một cái nồi bẩn, họ để ở ngoài, tôi dứt khoát không lấy, tôi không lấy. Và họ thậm chí họ làm những cái trò rất khốn nạn, họ buộc tôi là phải đi ra xin cán bộ nhé. Tôi nói tôi không xin, bởi vì tất cả những cái tiêu chuẩn dùng cho tù nhân là nhà nước cấp, các ông giữ tôi hay bất cứ một người tù nào, các ông phải đảm bảo những điều đó, còn không đảm bảo tôi phản đối. Thì chỉ một thời gian rất dài tôi đã phải chấp nhận là ăn mì với cả nước lã, hoặc là nhai mì sống, nhai giết nó chán thì tôi lại cho vào nước lã, tôi ngâm khi nó nở ra đó thì tôi trộn với nước tương đó để ăn, gọi là mì gió đó. Thế thì rất nhiều cái cách ở trong tù, nhưng mà tựu chung là chúng ta phải hiểu biết
để chúng ta tránh nhá những cái mà họ có khả năng đầu độc. Tôi đã phản đối cái điều đó bằng cách tôi không ăn cơm riêng, kể cả sau lúc này nhận, sau này nhận cơm tôi yêu cầu là cái phòng tôi 7 người, cái khu tôi 7 người là phải chia chung. Chia chung thì tôi sắm ra tất cả những cái đồ dùng, ví dụ như những cái thùng để giữ nhiệt đó, và về chia chung 7 người thì tôi ăn. Chia chung 7 người về thì tôi bới một chén nhỏ ở giữa đó, tôi ăn. Bởi vì tại sao mà nó khiến cho tôi có những cái đòn cảnh giác như thế ạ? Là tại vì chính họ khi vào họ đã cho tù nhân trong đó khủng bố tôi, đe dọa là đầu độc tôi bằng cyanua đó. Thế thì tôi nói rằng cơm là chia chung tôi mới ăn, nước chia chung tôi mới uống, và hoàn toàn tôi uống bằng nước suối đó. Có những kẻ nó đã nói rằng tôi đi tù mà uống nước suối. Thế bây giờ tôi nói luôn cho mấy cái thằng ngu nó nghe này ha, bà uống nước suối để bà bảo vệ tính mạng nha. Đó, sau này mà con bị đi tù ấy vì giật dọc, vì ăn trộm ăn cướp ấy, thì có thì nhịn bớt ăn đi mà uống nước suối, hiểu không? Ít nhất thì nó cũng đảm bảo. Mỗi một lần gia đình tôi vào đó thì tôi đề nghị là mua cho tôi thật nhiều nước suối, còn sau đó thì đặt căng tin. Đặt căng tin mà tôi nói với các quý vị nhé, cái chai á mà về á tôi cũng phải bóp, tôi bóp hết xem nó có một cái lỗ thủng nào không tôi mới nhận. Tôi nói với quý vị như thế, chứ không phải cái chai nước suối khơi khơi ra rồi tôi để nó tôi uống đâu. Đó, đã có những cái lỗ thủng mà học nghi ngờ là tôi không uống. Đó, thế thì thật ra như thế chúng ta mới có thể tránh được. Và ngay cả tuyệt thực cũng thế. Tôi có một cái may mắn là các cha nhà thờ đã cho tôi một cái cuốn sách Tuyệt thực đi về đâu từ rất lâu, và đấy là cái cẩm nang giúp tôi những cái ngày tháng ở trong tù. Bác sĩ của bệnh viện Việt Pháp còn ngạc nhiên mà, là vì sao mà cái thời gian nhịn nhiều như đủ số gạo để đổ mồm nó cả, cho nên nó buộc phải làm những điều đó. Đó, cũng như thằng nghiện ấy, tôi ví quan chức nhà nước, hoặc như tôi lúc tôi ở trong tù đó, tôi ví cai ngục ở trong nhà tù là những thằng nghiện. Tôi chỉ thằng mặt họ mà, tức là chúng mày là những thằng nghiện nhá. Nhưng ngược lại tao chưa bao giờ tôn trọng chúng mày bằng những thằng nghiện vị thành niên mà đang bị nhốt ở trong nhà giam kia. Bởi vì bọn nghiện kia nó lên cơn nghiện, nó sẵn sàng đi ăn cướp và nó chịu trách nhiệm, nó trả giá. Nhưng mà những thằng nghiện như chúng mày á thì hết lấy thẻ đảng ra thì lấy bộ quân phục ra nhá, hèn nhát đó. Mà các bạn đã nhìn đấy, quan chức gây tội ác thằng nào cũng cười phờn phơ, ăn nhậu hoành tráng, nhưng đến lúc ra trước tòa thì gục mặt, thì khóc, thì van xin. Các bạn thấy hai cái nhân cách khác nhau chưa ạ? Khác nhau giữa những người đấu tranh bị gọi là phản động nhá, với những thằng quan chức chưa? Hả? Thế thì ai nhân cách? Ai nhân cách hơn? Hả? Càng ngày càng nhiều người dân ủng hộ những người lên tiếng, ủng hộ những kẻ bị nhà nước cho là phản động. Tại sao lại như thế? Hả? Bởi vì ai người ta cũng nhận thức được, các vị đang đánh tráo khái niệm, các vị làm những chuyện tội đồ, tội ác. Ai cho phép một thằng ở trong chính quyền mà dẫm lên di ảnh của gia đình nhà người ta? Hả? Nếu mà là nhà tôi đó thì rõ ràng lúc đó có bất cứ một thứ gì xung quanh, tôi đập vỡ mặt cái thằng đó nếu nó dẫm lên ảnh của bố tôi nhá. Nếu tôi không đào được mả nhà nó lên thì ngay lúc đó cái bàn mặt của nó ít nhất cũng một bãi nước bọt của tôi vào giữa mặt nó. Chúng ta phải phản ứng, chúng ta bắt buộc phải phản ứng tương xứng ở một góc độ nào đó, đúng không? Thì những cái lời lẽ thiếu văn hóa hoặc là những việc mà phản ứng một cách gọi là tôi lại cho là đúng. Trường hợp chị Trà chửi nhá, bọn ô lại, tôi cho là còn nhẹ. Đó. Tôi hoàn toàn cầu nguyện cho gia đình nhà chị Trà vượt qua được cái lúc mà khó khăn này. Nhá, tôi kêu gọi tất cả mọi người ở khắp nơi, chúng ta hãy ủng hộ cho gia đình nhà chị Trà về mọi mặt. Bây giờ họ đang cô lập, họ cấm tất cả những người xung quanh, thì chúng ta hãy đừng chờ đến như là anh Đặng Ngọc viết, đừng chờ đến lúc như gia đình nhà anh Vương chúng ta mới kêu đến. Chúng ta hãy ngay bây giờ chúng ta hãy thành lập những cái đoàn mang tất cả những nhu yếu cần thiết nhất đến để ủng hộ cho gia đình nhà chị Trà đi, đúng không ạ? Còn nếu không, bây giờ sự việc nó căng thẳng ra một vài ngày nữa chúng ta nghe được một cái tiếng nổ
mười mấy mạng người nhà gia đình nhà chị Trà ở trong đó. Thì tôi cho rằng lúc đó ấy, nếu chúng ta có giết được 100 tên ác ôn đi chăng nữa thì chúng ta cũng cái đau thương đó vẫn là quá lớn. Chúng ta phải hành động. Đó. Bây giờ quyền gì? Ngày hôm nay tôi thấy một cái bạn tên là Trung, gọi là Trung Dỗ đấy. Bạn có làm cái livestream. Bạn nói rằng bạn sẽ đồng hành với cả gia đình nhà chị Trà. Bạn rất là thắc mắc là tại sao mà lại cắt điện, cắt nước. Đó. Và bạn ấy vẫn còn gọi một số người là phản động. Nhưng dù sao tôi nghĩ rằng với cái góc độ con người nhá, bạn ấy thấy cái điều đó, bạn ấy nhận ra cái điều đó là sai. Cắt điện nhà người ta là sai, cắt nước là sai, không cho người khác giúp đỡ nhau là khốn nạn. Thì họ hoàn toàn có quyền đấu tranh để đòi cái điều đó. Đó. Và tôi kêu gọi tất cả mọi nơi, chúng ta hãy tiếp sức cho gia đình nhà chị Trà. Đó. Hành động tiếp sức gia đình nhà chị Trà nhá, cũng là một câu trả lời đối với chính quyền của thành phố Hải Phòng. Đó. Bởi vì các vị bức ép người dân thì người dân sẽ phải đoàn kết với nhau. Đó, để tạo nên sức mạnh. Chứ không thể để cho kẻ cướp lộng hành nhá, tiêu diệt bẻ gãy từng người một. Một người bị hoạn nạn thì trách nhiệm chung của chúng ta, những người chúng ta không muốn áp bức, không muốn có bất công trong xã hội, chúng ta phải có trách nhiệm đoàn kết lại, ủng hộ những người bị gặp khó khăn bằng mọi thứ có thể. Đó. Ngày hôm nay tôi mở cái livestream này cũng là một cách để tôi ủng hộ cho gia đình nhà chị Trần Thị Trà nhé. Cực lực lên án thành phố Hải Phòng, đó, quan chức thành phố Hải Phòng. Và theo như những gì mà tôi nắm được, hiện tại thành phố Hải Phòng, mà cụ thể là chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân, hoàn toàn đã làm trái pháp luật, hoàn toàn đã coi thường nhá, pháp luật và người dân. Cho nên đề nghị những người có đủ thẩm quyền, việc đầu tiên là chủ tịch thành phố Hải Phòng và bí thư đảng của thành phố Hải Phòng, đảng lãnh đạo ở đâu? Hả? Nếu như các ông không giải quyết việc này thì các ông vô hình thừa nhận là chính các ông là những người che đậy, bỡ đỡ ở phía sau để cho thuộc cấp của mình làm sai nhá. Còn nếu không thì bắt buộc cái vai trò đảng lãnh đạo, chính quyền là điều hành, người dân làm chủ, các ông phải giải quyết cái việc này ngay lập tức. Các ông phải dừng ngay cái quyết định mà sai trái này, và phải có một cái thiện chí là đối thoại với người dân để đi đến một cái thỏa thuận mà hợp tình hợp lý, chấp nhận được. Tôi cho rằng ấy, hoàn toàn những người dân thấp cổ bé họng hiện nay nhá, và đều có theo một cái xu hướng rất là hiền hòa, họ sẵn sàng. Bởi vì từ bao nhiêu đời nay, khi đất nước lâm nguy, hoàn toàn đảng có mạnh cỡ nào thì cũng dựa vào máu xương, dựa vào cái sức của người dân thôi nhá. Nếu như không có dân thì thử hỏi rằng ấy, các ông có chiến thắng nào lẫy lừng không? Hả? Vậy mà bây giờ các ông quay trở lại, các ông lật mũi súng trở lại để các ông giết dân, thì thử hỏi rằng ấy, cái vinh quang của các ông ở đâu? Hả? Cái sự vĩ đại của các ông ở đâu? Đấy là một sự đồi bại hèn mạt. Tôi nói với các quý vị như thế. Và sự việc nhà chị Trà nhá, tôi nói hoặc chính quyền Hải Phòng hiện tại đang làm rất sai. Đó. Người dân trong nước cũng như dân bà con dân oan khắp nơi, hãy đồng hành cùng bà con niệm nghĩa bằng tiếng nói, bằng vật chất, bằng những sự thăm hỏi. Đó. Lúc này, bởi vì chúng ta mà tập trung lại để lo cho một nơi thì sau này khi mỗi khi chúng ta bị cái gì đó thì sẽ có nhiều người đó sẽ ủng hộ về mọi mặt đối với chúng ta. Đó. Và sự việc nhà chị Trà, chúng ta hãy thông báo cả ra quốc tế, làm sao đó để không có những sự kiện đáng tiếc xảy ra thêm nữa trong đất nước chúng ta. Còn nếu như nhà cầm quyền cộng sản cương quyết để đẩy dân Việt Nam vào một cái biển tắm máu, thì với 90 triệu dân và 44 triệu đảng viên ấy, tôi cho rằng kẻ tắm máu ấy sẽ là những tên khát máu nhé. Kẻ được tắm máu sẽ là những tên khát máu, chứ không phải là người dân.
đấy là phần thứ nhất mà tôi muốn trao đổi ở trên cái diễn đàn này. Ngày mai nếu như mà có thêm những thông tin từ hiện trường thì có thể tôi sẽ tiếp tục mở một cái livestream nữa và mời một vài người mà có mặt với gia đình nhà chị Trà để cùng tôi tiếp tục phản ánh những cái thông tin mà nóng nhất đến quý vị. Còn tiếp theo đấy thì tôi sẽ muốn đề cập đến vấn đề an toàn của các tù nhân lương tâm ở trong nhà tù. Tại sao tôi lại đề cập đến cái nội dung này? Thực ra thì cái đề tài về vấn nạn đất đai và dân oan nó rất là dài, chúng ta nói không thể hết được. Đó, ngay bản thân tôi vướng vào những cái vụ như thế mà những vụ việc của tôi cho đến lúc này cũng chưa hề được giải quyết. Vì thế thì tôi chỉ có tóm tắt như thế để mỗi chúng ta suy nghĩ và cho thêm những cái ý kiến đóng góp. Còn tôi đặt vấn đề về cái sự an toàn của các tù nhân lương tâm là bởi vì như tôi đã có nhiều lần nói với cả các quý vị về những cái kinh nghiệm mà khi tôi ở trong tù. Nhưng mà quả thật là cho đến bây giờ sau hơn một năm mà ra khỏi nhà tù ấy thì tôi cũng chưa thể nói được hết những cái việc mà xảy đến đối với tôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi đọc được một cái thông tin từ gia đình nhà mẹ Nấm. Hôm trước thì tôi đã nói với các bạn về vấn đề của Trần Thúy Nga rồi. Những vấn đề đó vẫn đang được đề cập, bởi vì cho đến lúc này thì gia đình nhà Trần Thúy Nga vẫn chưa có được một thông tin mới nào về Trần Thúy Nga cả. Nhưng mà tiếp tục ngày hôm nay thì lại là thông tin từ phía gia đình nhà mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Tức là có một vài cái bài viết của các bạn cho rằng là cô Thúy Lan đó, sau khi mà đi thăm Như Quỳnh về thì có cho mọi người biết là Quỳnh gặp những cái biểu hiện là có thể nguy hiểm, mà nguy hiểm cho bản thân. Điều này có hay không? Thì tôi xin thưa rằng là đối với cái thể chế hiện nay là nhà cầm quyền cộng sản ấy, tôi cho rằng là họ rất hèn hạ. Họ không những tàn ác mà họ hèn hạ nữa. Ở chỗ là như thế này này, bao nhiêu cái đất nước họ cũng có những người bất đồng chính kiến, họ cũng có rất là nhiều đảng phái, đúng không ạ? Nhưng mà họ đương nhiên là giữa những cái đảng phái, giữa những người đối lập ấy, họ không thể nào vui vẻ và bằng lòng với nhau. Nhưng họ xử sự với nhau trên cái tinh thần là con người với con người, và họ cạnh tranh nhau ở chỗ để khẳng định cái vai trò mà lãnh đạo của mình. Còn ngược lại đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đó, thì họ thể hiện một cái sự độc tài, độc đảng. Vì thế đó, đối với những người bất đồng chính kiến ấy, họ quá tàn ác đó. Tôi cho là họ quá tàn ác. Về việc mà bắt giữ những cái tù nhân lương tâm ấy, thì tôi không nói làm gì nữa. Bởi vì ai cũng biết là gần đây những cái bản án rất là nặng nề đối với những người đấu tranh. Tại sao mà ở trong xã hội nó vẫn phân chia làm rất là nhiều cái luồng dư luận khác nhau, vẫn có những người xung quanh ấy gọi chúng tôi là phản động, đúng không? Thực tế thì họ không hiểu thế nào là phản động cả. Hoặc là đấy cũng chính là cái đòn tâm lý chiến của chính cái thể chế tà quyền họ đưa ra để mà họ đánh tráo khái niệm, họ tuyên truyền để mà gây chia rẽ giữa mọi người. Nhưng mà cái sự kiện mà những cái tù nhân chính trị mà bị họ bắt vào đó, rồi họ hành hạ, họ đầy đọa, thì cái đó tôi cho rằng là quá đồi bại và hèn. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn trao đổi, và tôi có tang tên của một số gia đình những người mà đang ở tù. Cái sự kiện mà mấy ngày hôm nay đó mà đang nóng lên trên mạng xã hội khiến rất là nhiều người quan tâm, và tôi cũng đã có xem một vài cái clip của gia đình về trang của tôi, và cũng như là các bạn đã thấy những cái hình ảnh là một người phụ nữ mà sau này thì ai cũng được biết đấy là chị Trần Thị Trà ở tại Niệm Nghĩa, Hải Phòng. Chị đã đứng trước cái bình xăng và tuyên bố một câu rằng chị sẽ chấp nhận là tử thủ ở tại đó để mà giữ đất. Thế thì trước tiên thì tôi điểm tin về cái vấn đề này. Hiện nay thì tôi thấy cái Facebook của chị Trần Thị Trà không còn tồn tại nữa. Các bạn có thấy điều đó không ạ? Thì như các bạn đã thấy hai ba ngày hôm nay, cái hình ảnh của một người phụ nữ đứng trước cái bình ga với cái khẩu hiệu là quyết tâm giữ đất, chị viết là còn sai chính tả nữa. Đó, cái điều này thì không ai còn nghi ngờ gì nữa.
người thật việc thật đó. Và Hải Phòng không phải là chưa có tiền lệ. Mọi người cũng đã biết là trường hợp anh Đoàn Văn Vươn cách đây nhiều năm, anh Vươn đã phải trả giá bằng những cái năm tháng tù. Nhưng điều đó nói lên cái gì ạ? Nó đã gióng lên một cái tiếng chuông cảnh tỉnh. Cái kẻ mà chỉ huy cái vụ mà bắt mà cưỡng chế anh Vươn cũng đã hiện nay cũng đã đang ngồi tù. Nói về một mặt di tâm nào đó thì họ đang trả giá cho những cái hành động của họ. Nói về Duy Vật ấy thì có lẽ là một cái sự phản kháng cần thiết để chúng ta phải ngăn cái bàn tay mà sai trái của một bộ phận không hề nhỏ trong cái xã hội chúng ta hiện nay. Họ mang danh là chính quyền nhưng mà họ lại hoàn toàn thực hiện những cái hành vi mà chúng ta chỉ có thể gọi họ là tà quyền. Bởi vì tại sao? Bởi vì trong một quốc gia đất nước nào thì cũng có luật pháp và hiến pháp. Ngay kể cả chính cái luật đất đai hiện nay rất mù mờ mà bị người dân phản đối thì vẫn họ vẫn buộc phải làm đúng với cái điều đó, chứ họ không thể nào mà cho phép họ ngồi xổm lên luật pháp và bất chấp. Thì sự việc của nhà chị Trà tại sao lại đến như thế? Các bạn có lẽ là đã không kịp xem những cái đầy đủ, bởi vì hiện nay tôi thấy cái trang của chị Trần Thị Trà đã không tồn tại, không biết là có vấn đề gì không. Nhưng mà những cái clip mà chia sẻ từ đó về những cái trang khác thì cho thấy một cái điều rằng là chính quyền thành phố Hải Phòng, mà cụ thể là ông chủ tịch quận đã làm sai, quận Lê Chân đã làm sai. Bởi vì những cái điều mà trực tiếp nạn nhân là gia đình chị Trần Thị Trà lên tiếng, cũng như những cái giấy tờ mà thể hiện là chị Trà đã cho biết là đất đai nhà chị hoàn toàn hợp pháp. Đó, hợp pháp nó nằm ở đâu ạ? Ở chỗ là chị có bìa sử dụng đất được các cơ quan mà có thẩm quyền cấp. Tôi cũng đã nhận được những cái hình ảnh đó. Tôi cũng đã nhận được những cái hình ảnh đó có ở đây. Sao lại không hiện lên? Đây ạ. Tôi đã nhận được bìa quyền sử dụng đất. Và trong tất cả cái đơn tố cáo thì chị đã nêu rõ là đất họ thuê thu phí chị hàng năm, có hóa đơn đóng thuế thì họ đều khẳng định đấy là đất phi nông nghiệp đó. Nhưng khi mà đền bù giải tỏa thì họ lại nói rằng là đất nông nghiệp để họ đền bù với cái giá hết sức là rẻ mạt. Đây không phải là trường hợp duy nhất, nhưng mà cái phản ứng của gia đình chị Trần Thị Trà ấy, nó có một cái nó quá đặc biệt so với nhiều dân oan ở khắp nơi. Cho nên là đấy là cái điều mà chúng ta cần điểm lại tin tức để mà nói về cái vấn đề này. Thì tức là cho đến giờ phút này, trong nhà mười mấy mạng người, gồm cả trẻ con kể cả đàn bà có thai nhá, thì đều coi như là đang còn cư ngụ ở trong cái địa phận mà chính quyền đang bao vây, đang khủng bố. Họ đã cô lập gia đình chị Trà. Chị, theo như là lời của chị Trà nói thì chị đã mệt mỏi với cả cái chính quyền quận Lê Chân trong 3 năm trời qua. Họ đã làm rất là nhiều những cái động thái để mà cướp bằng được cái khu đất của chị. Nhưng mà những ngày gần đây, cách đây nửa tháng thì họ đã thực hiện những cái biện pháp, ví dụ như là cắt điện, cắt nước, không cho gia đình nhà chị dùng. Khi mà những cái hộ dân xung quanh đó có cái sự hỗ trợ cho chị đấy thì bị một cái lực lượng công quyền họ đến họ khủng bố, họ dọa nạt, thậm chí là họ cắt cái điện, cắt nước của cả những người mà giúp đỡ. Cái điều này có đúng không ạ? Thưa các quý vị, là điều này nó gây một cái sự phẫn nộ rất là ghê gớm ở trong mọi người dân, trong đó có tôi. Bởi vì cái việc mà cắt điện, cắt nước trong một cái hoàn cảnh sinh hoạt mà giữa một cái thành phố lớn như thế, với hơn 10 con người gia đình chị đang sinh sống, thì rõ ràng đây là một cái hành động vô nhân tính mà vô luân vô luật. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái thứ nhất, gia đình nhà chị Trà không vi phạm cái hợp đồng mà mua điện, mua nước của chính quyền đó. Họ thực hiện đầy đủ cái nghĩa vụ đó thì không có một cái lý nào mà bên sở điện lực và sở cấp nước lại có quyền cắt nước, cắt điện của gia đình nhà chị Trà cả, đúng không ạ? Thế thì rõ ràng cái điều việc mà làm này của họ cho thấy điều gì ạ? Cho thấy rõ ràng ngoài cái ông chủ tịch quận Lê Chân ra những cái quyết định vi hiến
để mà cướp đất của gia đình nhà chị Trà, như là chị đã nắm được đó, chị giải thích về luật rất là rõ nhé. Chị nói là Hải Phòng là đô thị loại 1. Những cái năm tháng mà mảnh đất đó là gọi là hoang tàn thì không một ai nhòm ngó đến. Nhưng sau khi mở cái con đường lớn, tức là mảnh đất đó đã trở thành mảnh đất vàng, có một con đường lớn đi qua, thì họ đã sắp tâm để mà họ cướp, họ cưỡng chế. Và cái việc cướp đó đương nhiên hoàn toàn không đúng pháp luật. Đó. Thì vấn đề đó là cái việc mà họ làm không đúng pháp luật trong vấn đề cướp đất cướp đai ấy, thì nó xảy ra trên khắp 63 tỉnh thành ở đất nước Việt Nam. Nhưng ở riêng cái vụ việc của gia đình nhà chị Trần Thị Trà ở Niệm Nghĩa đó, thì cho thấy một cái điều là đây là một cái sự ra quân đồng loạt của cả một cái hệ thống chính quyền Hải Phòng. Sở Điện lực, sở công ty cấp nước đó, đã kết hợp mà với cả cái nhóm tà quyền là Ủy ban Nhân dân quận. Chị Trà chị đã hiểu rất là rõ pháp luật. Chị nói rằng là theo như là luật pháp đó, thì đất ở những thành phố loại đô thị loại 1 mà có dự án thì phải do cấp Thủ tướng Chính phủ, đó, cấp Thủ tướng Chính phủ mới có quyền phê duyệt đó. Và cái quyết định thu hồi đó phải được thực hiện đúng coi như là thẩm quyền. Nhưng mà ngược lại thì miếng đất của gia đình nhà chị Trà và rất nhiều những hộ dân ở đó đó, chỉ do ông chủ tịch quận Lê Chân, ông ấy ra. Thế có nghĩa rằng ông chủ tịch quận Lê Chân này hiện nay ông đã xoán quyền của cả Thủ tướng Chính phủ. Thì cái livestream này chúng tôi muốn nhắc đến để cảnh báo cho những vị lãnh đạo hiện nay nhé. Hải Phòng dưới sự lãnh đạo của ai? Cái thứ nhất là lãnh đạo thành phố Hải Phòng, trực tiếp là ông chủ tịch thành phố Hải Phòng và ông bí thư thành ủy Hải Phòng. Đó, các ông có nắm được cái việc này không? Mà ông để một cái nhân vật chỉ là ở cái chức vị chủ tịch quận mà dám ký quyết định thu hồi đất của dân. Đó, và tổ chức những cái lực lượng nhá, đồng loạt ra quân câu kết với nhau. Đấy, cái việc cắt điện và cắt nước này nó đã thể hiện rất rõ một cái sự câu kết trong cái hệ thống chính quyền. Mà khi mà nó nhìn thấy cái gia cảnh của gia đình nhà chị Trà mà nói đến chính quyền ấy, thì người dân chúng tôi rất phẫn nộ và cảm thấy xấu hổ. Bởi vì không có một quốc gia nào mà lại có một cái chính quyền mà đối xử với dân tàn mặt, tàn nhẫn như thế nhá. Nó bẩn thỉu thì đã đành rồi, tức là ai cũng thấy một cái hành động nó quá bẩn thỉu. Tôi có xem được một cái livestream, người dân ở trong khu vực đó rất bức xúc khi mà đuổi một cái nhóm công an đi. Tôi không thể tưởng tượng nổi những cái kẻ mặc quân phục công an đó nhé, con người chúng được cấu tạo bằng gì mà khi nghe những người dân họ đuổi ra khỏi cái chỗ đó, họ nói những câu như thế mà những người này họ không mảy may, mặc dù họ chỉ là công cụ thôi. Nhưng mà nếu tôi mà là những con người đó thì nói thực sự rằng tôi sẽ lột ngay cái bộ quân phục đó, tôi ném đi để mà tôi quay trở lại với nhân dân nhé. Chứ tôi không thể nào mà để làm một cái việc mà đốn mạc như thế, cướp cái sân chơi của các cháu. Bởi vì người ta đã nói đến cái câu là công an ngồi canh ròng ròng để nói trẻ con nó sợ khóc thét lên đó. Thế thì có rõ ràng rằng nhá, cái chính quyền hiện nay mà cụ thể là ở Niệm Nghĩa Hải Phòng, cụ thể là ở quận Lê Chân Hải Phòng nhá, đang xảy ra ở thành phố Hải Phòng, cái chính quyền một cái hệ thống ta là từ coi như là các cấp lãnh đạo cho đến địa phương như thế, là cái nỗi khiếp sợ của người dân đó, thực sự là nỗi khiếp sợ của người dân. Thì các quý vị suy nghĩ gì về vấn đề này ạ? Tôi đề nghị tất cả những vị lãnh đạo có thẩm quyền nhé, sau khi xem cái livestream này của chúng tôi, tôi mở cái diễn đàn này là để cho nhiều người dân trong cả đất nước Việt Nam lẫn ở bên ngoài được thấy cái tình trạng mà người dân ở trong nước. Cách đây một vài năm thì Hải Phòng nổi tiếng với cái vụ án của anh Đoàn Văn Vươn. Đó. Tại sao mà anh Vươn chống trả bằng bạo động, đúng không? Cho nổ bình ga, đốt cháy. Mà khi anh Vươn xử thì chính tôi và rất nhiều dân oan cũng là người mà bị bắt ở tại cái cửa phiên tòa đó. Các vị có thể tìm xem những cái clip mà người dân rất là phẫn nộ trước phiên tòa. Và bản thân tôi lúc đó đã cầm loa để nói trước phiên tòa, hô trước cửa phiên tòa ở Sài Gòn rằng Đoàn Văn Vươn vô tội. Rõ ràng là chúng tôi không có tội. Bởi vì tại sao? Nếu như hôm đó có gây ra chết người
thì rõ ràng người đẩy gia đình anh Đoàn Văn Vươn đến buộc phải nổ là chính quyền thành phố Hải Phòng nhé, là chính quyền chứ không phải là người dân chúng tôi. Bởi vì người dân rất chân chỉ, chỉ lo làm ăn, đóng thuế cho nhà nước, thuế đất người ta ở người ta vẫn đóng hàng năm. Vậy mà tại sao bây giờ các vị bất chấp luật pháp? Chị Trà chị nói một câu rất thương tâm, chị nói rằng là nếu như có một cái quyết định mà thu hồi đúng thẩm quyền, đúng mức, chị sẵn sàng giao nộp. Như vậy thì người dân có chống không ạ? Người dân có chống các vị không? Rõ ràng người dân không hề chống nhá. Mà người dân vẫn nhận thức rõ cái phận dân đen của mình. Đó. Nhưng ngược lại thì các vị đã dồn đẩy người dân đến đường cùng, không còn đường sống nữa. Hiện nay gia đình nhà họ khủng hoảng, phải sống giữa một cái thành phố mà trắng lẹ giữa cái thế kỷ 21 này, và sống như là gọi là ăn hang ở lỗ, điện không có, nước không có, và thậm chí gọi là bị cô lập về mọi mặt. Xung quanh là toàn những ác nhân ác đảng bao vây gia đình nhà người ta. Đó, thì đây là một cái hành động cực kỳ man dợ. Tôi nói là đây là một hành động cực kỳ man dợ. Các ông đã thể hiện không chỉ cho người dân trong nước mà cả quốc tế và thế giới biết rằng nhá, là người dân Việt Nam hiện nay dưới cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì người dân đang sống một cái giai đoạn cực kỳ tăm tối. Tăm tối như cảnh gia đình nhà chị Lê Thị Trà bị cắt điện cắt nước. Đó. Quyền gì mà Sở Điện lực và nhà máy nước có quyền cắt nước khi mà công dân không vi phạm hợp đồng? Rõ ràng là các ông thể hiện đấy là các ông câu kết với nhau. Đúng không ạ? Rõ ràng các ông câu kết với nhau, các ông câu kết với nhau để ăn cướp. Và cái câu kết để ăn cướp đó nhá, nó đã cho người dân nhìn ra đó một cái sự đồi bại đốn mặt của các ông. Ngoài ra các ông không nói lên điều gì. Đó. Tôi thấy rất nhiều thành phần dân chúng bất mãn, rất nhiều thành phần dân chúng phẫn nộ. Đó. Vì sao? Vì những cái thông tin đó nó hoàn toàn sự thật. Đó. Nó phản ánh rất là trung thực. Giấy tờ của người ta còn đầy đủ. Con người người ta sờ ra đó nhá. Vậy mà các ông làm những điều mà các ông bất chấp, không coi pháp luật hiến pháp, không coi người dân ra một cái gì cả. Đó. Thế thì các ông đang muốn nói lên điều gì ạ? Chính quyền thành phố Hải Phòng đang nói lên điều gì với người dân trong nước và quốc tế? Và tôi cho rằng ấy nhá, cái việc nếu như không tháo cái ngòi nổ này, đúng không, thì tôi tin rằng cái tiếng nổ ở tại quận Lê Chân Hải Phòng, ở Niệm Nghĩa và tại gia đình nhà chị Trần Thị Trà với tổ dân phố 22 này, tôi cho rằng nó còn lớn hơn tiếng nổ Đoàn Văn Vươn rất nhiều. Đó. Thử hỏi rằng ấy, các ông ngang nhiên lấy đất của người ta để đòi đền bù có 100 ngàn trên một mét vuông. 100 ngàn bây giờ các ông mua được cái gì? Ha? Một bữa nhậu các ông nhậu bao nhiêu? Ha? Một kẻ mua chức mua quyền bao nhiêu? Mà trong khi đó các ông ấy đòi bồi thường cho người ta theo cái giá áp đặt. Cái khung giá đó nó nằm ở đâu? Đương nhiên người ta không bao giờ chấp nhận, đúng không? Tôi nói rằng một cái phản ứng rất tự nhiên. Tôi cũng thế thôi ha. Tôi có thể đem cho, lấy từ máu trong người mình để cứu người, để cho người khác. Nhưng nếu như bây giờ một kẻ tấn công tôi để ăn cướp, đúng không, thì đương nhiên tôi phải chống trả. Đó. Cái điều đó các ông đang tạo ra một cái thế lực thù địch, các ông đang tạo ra kẻ thù, một cái sự căm hờn phẫn nộ nhá, cho nhân dân. Đó. Cực kỳ phẫn nộ. Tôi nói với các ông như thế, không thể nào chấp nhận được mọi thành phần trong xã hội khi nhìn thấy những cái cảnh mà một gia đình chị Trần Thị Trà cùng tất cả những cái người trong gia đình sinh hoạt như thế, thì tôi nói thật là một con người chúng ta không thể chịu đựng được. Đó. Vậy mà các ông vẫn nhân ra, còn có những cái hành xử rất đồi bại, rất khốn nạn, là trong cái đoàn cưỡng chế đi vào có những kẻ mà nằm trong cái bộ máy công quyền đó, như là chị Trà, chị đã chửi những cái từ rất là tục tĩu. Mà tôi cho rằng tôi đã từng bị nhé, tôi là người đã từng bị các ông đó khủng bố, đánh đập, đó cưỡng bức ở ngoài đường rất nhiều. Thì tôi cho rằng cái tâm trạng mà ở trong cái sự phẫn nộ như thế, những cái lời chửi bới của chị Trà chưa xứng đáng, chưa xứng đáng với những gì các ông hành xử. Bởi vì tại sao? Bởi vì khi người ta nói rằng gia đình nhà người ta là gia đình chính sách, thì đã có những tên giật ảnh trên bàn thờ dẫm xuống chân, tức là theo như chị Trà nói đấy là hình của bố chị ấy.
đó, giẫm xuống chân và cho rằng nhá là liệt sĩ già. Đó. Thế thì tôi hỏi các ông, người nào cấp cái bằng liệt sĩ cho gia đình nhà chị Trà? Hãy xác nhận xem à, hành vi của cái tên đó mà được gọi là chính quyền đó à, đã có mặt, đã có tên của cái kẻ đó thì các ông có xử lý không? Ha? Các ông đang cho người dân thấy một cái hình ảnh hết sức giặc giã. Chỉ có những tên giặc nhé, dù một người dốt nát đến đâu, dù một người không tìm hiểu lịch sử hay là xã hội đó, thì tôi tin rằng kể cả cái thế hệ trẻ bây giờ, đúng không? Thứ nhất có thể các đọc sách, đọc lịch sử do các ông viết ra, các ông nói ngày xưa giặc càn vào làng đã là gây ra bao tội ác, đã làm những hành xử khốn nạn như thế nào với người dân, đúng không? À, tôi nhớ rằng trong sách các ông có viết như thế. Nhưng ngược lại, cái thế hệ trẻ bây giờ, tôi kêu gọi các bạn trẻ nhé, các bạn hãy nhìn vào thực tế, xem ai đang là giặc, xem ai đang là giặc. Những kẻ đi cưỡng chế, những kẻ hành xử với dân như thế, có là giặc không ạ? Có đúng là giặc, có đúng như họ đã từng viết trong sách không ạ? Họ chính là những tên giặc. Đó. Một cái hành động giặc giã như thế, ông Tổng Bí Thư đang kêu gọi người dân nhá. À, ông nói có đúng không ạ? Ông nói rằng người dân được phép đó, phải vận động người dân tố cáo tham nhũng. Thế thì ông hãy nhìn ngay vụ việc này đang xảy ra ở Hải Phòng nhá. Không chỉ là vấn đề tham nhũng, mà một cái vấn đề phá hoại đất nước, phá hoại an ninh trật tự, phá hoại cái niềm tin, không phải là phá hoại nữa mà là tiêu diệt cái niềm tin trong nhân dân nhá. Đó. Thực sự là các ông đang tiêu diệt niềm tin trong nhân dân chúng tôi. Hiện nay cho đến lúc này, người dân không nhìn thấy bom đạn của giặc nào cả, không nhìn thấy sự xâm lược nào, mà mới chỉ nhìn thấy những kẻ cùng máu đỏ da vàng nhá, được mang cái tên gọi là chính quyền, là công an, đó, đã hành xử với người dân như lục lâm thảo khấu, đó, như những tên tội đồ của dân tộc. Thế thì thử hỏi rằng ông lấy niềm tin ở đâu? Ha? Ông bảo chúng tôi chống tham nhũng, những người lên tiếng nói chúng tôi đều vào tù hết lần này sang đến lần khác, đúng không ạ? Nhưng ông thấy người dân bây giờ có còn sợ đi tù nữa không? Ông thấy người dân bây giờ có sợ công an không? Thật sự trong hai ngày nay tôi ngồi theo dõi những cái live stream từ hiện trường, uất ức có, phẫn nộ có, nhưng có một điều tôi phải thấy một điều rằng nhá, cách đây 5-7 năm những người dám nói như thế có thể đếm trên đầu ngón tay đó, nhưng đến bây giờ cả một cái tập thể phụ nữ ở Niệm Nghĩa họ đã biết dùng lý luận, dùng luật pháp để trút sự uất ức lên những cái bộ mặt của tà quyền. Thì tôi cho rằng điều này các ông phải nhìn thấy, các ông phải nhìn thấy lòng dân nhá, đang phẫn nộ như nào. Ông nào còn không nhìn thấy nữa, còn mũ ni che tay á ha, thì các ông nên móc mắt, móc con người mắt ông ra, các ông nên khoan thủng cái lỗ tai ra nhá, để các ông nhìn thẳng vào sự thật. Còn trở lại cái vấn đề ấy, ha, tại sao mà cướp đất nó trở thành một vấn nạn trong cái đất nước của chúng ta? Thì tôi có thể nói như thế này này. Nếu bây giờ trả lời rằng chống tham nhũng và chống triệt để ấy, ha, thì tôi nghĩ rằng có lẽ phải bắn hết 3/4 cán bộ. Bởi vì tại sao? Bởi vì tham nhũng nó ăn vào tận trong máu, trong xương tủy của những kẻ đó từ bao nhiêu năm nay rồi. Tại sao cái mức độ nó càng ngày càng khốc liệt? Tại sao càng ngày nó càng bạo liệt? Bởi vì một căn bệnh không thể sửa chữa, một thói quen không thể nào mà loại trừ, đấy là thói quen ăn quen nhịn không quen nhá. Bỏ tiền ra để chạy chức chạy quyền, và chỉ có một cái chuyên nghề duy nhất, đấy là chuyên nghề ăn cướp đó. Cướp của dân dễ quá mà, phải không? Hết đất đai thì ra đến các loại thuế nhá, tăng thuế này tăng thuế khác lên đó. Và cái nghề duy nhất, một cái chuyên ngành nhá, mà gọi là máu thịt của các ông, gia truyền của các ông, chỉ có duy nhất là ăn cướp trên mồ hôi xương máu của nhân dân thôi
đúng không? Cho nên bây giờ làm sao mà dừng tay được? Không thể dừng tay được. Ông Tổng Bí thư nói rằng muốn tiện muốn chống tham nhũng ấy, ông phải bắn. Ông nhìn thấy Trung Quốc chưa? Hả? Ông nhìn thấy đất nước mà các ông đang làm tay sai chưa? Nó bắn bao nhiêu rồi? Hả? Nó bắn từ coi như là Bí thư tỉnh ủy nhá, cục trưởng cục hải quan. Nó bắn như thế mà nó còn chưa hết tham nhũng. Thì thử hỏi ở cái đất nước Việt Nam này, ha, tham nhũng nó như giòi bọ. Bây giờ làm sao để trừ? Ha? Làm sao để trừ khi đất đai càng ngày càng cạn kiệt, tài nguyên thì cũng hết. Đó. Hết nạc thì vạc đến xương. Ngày xưa các ông còn cướp những cái lô đất trống, những cái khô mà hoang hóa. Nhưng bây giờ đến đất nhà người ta ở mấy chục năm, có giấy tờ đàng hoàng, cũng nhảy vào để cướp. Đó. Thế thì bây giờ tôi hỏi tất cả các quý vị, tôi hỏi tất cả từ những ông lãnh đạo, những kẻ tham gia cướp đất, ha, các ông để một phút tỉnh táo để trả lời cho người dân chúng tôi. Khi mà tình trạng ăn cướp đến mức độ đó rồi, người dân không còn con đường nào nữa ngoài một sống một chết, thì họ làm gì ạ? Hả? Thì họ làm gì? Rõ ràng rằng chỉ có một con đường duy nhất, ha, chết cùng chết, chết hết nhá, chứ không thể nuôi kẻ cướp, bởi vì không ai đủ sức và đủ lực. Một người miệt mài đi làm đó, rồi một tháng thu hoạch xong, đúng không, trừ hết thuế nọ thuế kia đi, họ vẫn trở lại thành những người mà thiếu ăn đói mặc, vẫn đói ăn thiếu mặc, đúng không? Trong khi một cái bộ phận làm quan chức, hả, chúng nó giàu như thế, nó biệt phủ này, nó biệt phủ kia, con cái nó đưa sang nước ngoài hết, nó không hề có một cái mối nguy cơ gì, từ an toàn thực phẩm đến mọi cái chúng nó hưởng thụ hết. Còn người dân ấy, hả, vừa nuôi chúng nó mà vừa bị chịu tất cả những cái hậu quả mà do chúng nó tạo ra, thì thử hỏi là còn con đường nào khác ạ? Tôi thưa rằng không còn con đường nào khác nhá. Và chính các ông, chính cái đường lối lãnh đạo của các ông nhá, đang đẩy cái đất nước này đến một cuộc nội chiến. Cuộc nội chiến bắt buộc phải bùng phát, bởi vì đấy là nguyên tắc sống còn. Đó. Là nguyên tắc sống còn, người ta phải bảo vệ. Đó. Một con vật cũng thế thôi, các ông đã nhìn thấy những cuộc đấu tranh giữa những con vật rồi, đúng không? Nó phải coi như là, hoặc là nó sống thì kẻ thì chết, khi mà hai bên cắn xé nhau. Hả? Các ông đừng tưởng rằng người dân từ xưa đến nay hiền hòa. Hả? Họ hiền hòa những cái để chấp nhận được thôi. Còn đến lúc này các ông đã đẩy họ đến cái giới hạn hết sức để chịu đựng rồi nhá. Cho nên vì thế họ không còn cái ngưỡng để chịu đựng nữa. Và tôi cho rằng đó, cái cuộc chiến sắp tới này nó sẽ cực kỳ khốc liệt. Đồng tâm Mỹ Đức họ mới bắt cóc thôi, họ mới bắt để giữ lại, tức là họ ngăn chặn cái bàn tay tội ác của những người mà thi hành công vụ đó. Họ giữ, họ cho ăn, họ nuôi. Nhưng mà sau này cứ bị ăn cướp giết, đúng không? Thì làm gì còn cái gì để nuôi nữa? Hả? Làm gì còn cái gì để nuôi các ông nữa? Cho nên là chắc chắn lịch sử nó phải lặp lại, đúng không? Ngày xưa các ông viết rằng phá kho thóc giặc, phá kho thóc Nhật, cướp của người giàu để chia cho dân nghèo. Thì tôi nghĩ rằng cái nguyên tắc được lặp đi lặp lại ở giai đoạn này nhá, và sắp tới đây sẽ là như thế. Sẽ là phải đứng lên, nhất tề đứng lên để chống lại bọn ăn cướp. Và phải có những anh hùng hào hán đó, phá kho thóc Nhật. Bây giờ không phải phá kho thóc Nhật nữa, mà phá kho của Cộng sản, của những thằng quan tham nhá, để mà chia cho dân nghèo, giữ cái sống và cái chết, đúng không? Ngày hôm qua tôi có comment một câu vào cái livestream của gia đình nhà chị Trà. Tôi có nói rằng nhá, đằng nào thì cũng chết, bởi vì sống thì phải có nhà, mà chết thì phải có mồ. Đó. Bây giờ đã dồn đẩy người ta đến đường cùng. Trong nhà cụ già có, con trẻ có, người mang thai mang bầu có, mà dã tâm, mà khốn nạn, cắt điện cắt nước của người ta. Đó. Đưa đẩy gia đình nhà người ta vào một cái thế khủng hoảng. Đó. Sao lại khốn nạn đến như thế? Hả? Thế thì nói đến hai cái chữ lãnh đạo để làm gì ạ? Hả? Đấy không phải là lãnh đạo. Đấy là bọn lục lâm thảo khấu, bọn ăn cướp, bọn đê tiện, bọn mặt hạng mà chúng ta phải chống trả.
nhỏ nhẹ nhiều rồi, dâng nhiều rồi, nuôi nhiều rồi, đó, cong lưng xuống rồi. Và bây giờ không còn con đường nào khác, trả cho người ta 100 nghìn mà bán 60 triệu một mét vuông, thì thử hỏi xem ha, là cái chế độ như thế là chế độ gì? Ngày xưa thực dân phong kiến nó có đến nỗi như thế không? Nó có đến cái mức độ như thế không? Tôi nghĩ là không. Nhá. Các vị đọc lại, ngày hôm qua đứng trước cái cảnh gia đình nhà chị Trà, tôi đúng là quá cắm cảnh. Đó. Thì tôi mới viết lên một cái điều như thế này. À, các vị ngày xưa học đọc những cái tác phẩm chị Dậu, anh Pha, phải không? Dông Tố của Vũ Trọng Phụng. Đó. Thế rồi các vị đọc Tắt Đèn, một cái xã hội thực dân phong kiến nó lột tả những cái bóc lột, những cái xấu xa mặt hạ đè lên đầu người dân. Nhưng thử hỏi bây giờ so chị Dậu, anh Pha nhé, với cả gia đình nhà chị Trần Thị Trà, thì chúng ta thấy điều gì ạ? Có xứng đáng để gọi cái chế độ này là chế độ ưu việt như các ông các bà quảng cáo không? Ha? Khi mà nhìn thấy cái tình cảnh của gia đình nhà chị Trà đó, thì tôi có viết một cái status nhé. Dồn dân đến đường cùng thì đây là con đường duy nhất rồi Đảng ơi. Đảng ơi, dân đã quyết rồi, phen này sinh tử một lần cuối thôi. Sống sao nổi dưới ách này, dồn dân đến bước đường cùng ra tay. Bao năm uất hận cảnh này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Cuộc đời vật vã lầm than, vinh quang Đảng hưởng, gian nan dân nghèo. Ngày xưa Đảng dụ dân theo, máu xương dân đổ, reo neo dân gồng. Đảng chỉ giành lấy thành công, vinh quang vĩ đại chẳng màng dân đen. Đã bao phen hết tắt đèn, đến giờ dông tố vẫn răng trên đầu. Sống hay chết có khác đâu, một lần đứng dậy, một lần cho xong. Sống không tất đất cắm rồi, chết xin mồi lửa thành cho bụi đời. Một lần nổi lửa lên thôi, hoặc là sống nhục, hai là chết vinh. Hải Phòng từng có văn vươn, Thái Bình ngọc viết tiếng tăm lẫy lừng. Hãy làm bọn cướp phải ngưng, dừng bàn tay lũ gian tham cướp ngày. Xin bà con hãy chung tay, cùng nhau lên tiếng, cùng nhau kết đoàn. Một ngày mai lũ quan tham phải đền tội ác trước toàn dân ta. Dân oan ơi hỡi dân oan, hãy cùng sống chết một phen cuối cùng. Đó. Tôi nói rằng rất nhiều những cái sự kiện ở trong xã hội nhé. Có nhiều khi, có nhiều người người ta muốn buông xuôi tất cả, cho nó xong đi, bởi vì ai cũng phải vật lộn, cuộc sống quá vất vả. Đó. Nhưng mà thực sự tôi nói là những con người còn lương tâm nhé, thì không thể nào mà ngoảnh mặt làm ngơ, không thể nào mà ngậm miệng ăn tiền để mà nhìn một cái xã hội nó thối nát rã rời như bây giờ. Những cái hành xử của chính quyền một càng ngày càng tệ hại. Đó. Chứ còn nói về chuyện dân oan ở Việt Nam thì tôi đã nói rồi, bản thân tôi xuất thân là một dân oan, cho nên tôi nói là cả cái đất nước 63 tỉnh thành nhé, nó trở thành vấn nạn dân oan. Ngày nào lên Facebook cũng nhìn thấy những hình ảnh bà con la thất thanh ở những cái cơ quan công quyền, ai giải quyết cho họ? Đó. Tôi nghĩ rằng quốc hội với chính phủ họ đều giống như là những cái thây ma hết rồi, họ chết hết rồi, họ chết lâm sàng cả rồi. Đó. Họ chỉ có gọi nhanh nhạy tinh quái trong những cái thủ đoạn, nghĩ ra những cái trò để ăn cướp của dân thôi. Còn những cái tiếng than, những cái tiếng kêu khóc thảm thiết của người dân ấy, thì họ không còn não của một con người để họ có cái cảm xúc nữa. Tôi nghĩ là như thế. Bởi vì sự thật, đúng không? Bây giờ 100 vụ không giải quyết được thì ít nhất cũng phải là một vài vụ. Nhưng tôi thấy không có giải quyết được cái gì mà càng ngày nhá, càng cứ chồng lên, oan chồng oan, oán chồng oán. Thì thử hỏi rằng mọi cái nó sẽ đi về đâu? Tôi nghĩ rằng không thể nào tránh khỏi con đường nội chiến. Đến như những người như tôi có cơ hội đi, có điều kiện để đi ra khỏi đất nước Việt Nam, tôi còn không đi.
thì những người dân của tôi không còn con đường nào khác ngoài con đường hoặc là sống đứng lên, hai là nằm xuống để chết thôi. Đúng không ạ? Có bao nhiêu kẻ bám vào chế độ này để mà bênh vực cho cái chế độ nào? Hàng ngày những lúc rảnh rỗi tôi xem rất nhiều nhá. Tôi xem có những cái live stream của những cái bạn trẻ đó. Bạn ấy bênh vực, bạn ấy nói rằng chế độ này là một chế độ tốt, tốt với bạn ấy, đúng không? Nhưng không tốt với những người khác. Tôi không biết chị Trần Thị Trà là ai cả nhá. Tôi không biết rất nhiều những người dân oan trên cả cái đất nước này. Thậm chí tôi cũng không có đủ khả năng đó, để mà có thể giúp cho tất cả mọi trường hợp đó. Nhưng mà với cái nhận thức của con người tôi, cái cảm nhận của con người tôi, thì bất cứ một cái vụ việc nào đó tôi ghi nhận được điều gì thì tôi sẽ nói điều đó, đó. Thì ngày hôm nay tôi nói về vấn đề gia đình nhà chị Trần Thị Trà nhá. Bởi vì tại sao? Bởi vì nhìn cả những cái xem cái clip trong 2 ngày vừa qua và nhìn cái hình ảnh của gia đình nhà chị Trà thì tôi nghĩ rằng đó một cái tương lai rất gần. Và tôi cũng đã có những cái lời cảnh báo đề nghị chính quyền thành phố Hải Phòng phải có biện pháp để tháo gỡ cái ngòi nổ này. Bởi vì tôi cho rằng cái ngòi nổ này ấy, nhá, nó kinh khủng hơn cái tiếng nổ của Đoàn Văn Vươn và Đặng Ngọc Viết rất nhiều. Bởi vì tại sao? Bởi vì giờ những người phụ nữ rất là bình thường, những người phụ nữ chân chất chỉ biết đến một cái khoảnh đất ở trong cái nơi mình sống thôi nhá. Nói đúng ra là lũy tre làng thôi. Mà bây giờ người ta đã có được những cái lập luận sâu sắc để người ta vạc vào mặt những cái tên mà công quyền với công an đến đó nhá. Thì rõ ràng cho thấy người ta sẵn sàng để làm tất cả. Mà tôi cho rằng tôi ủng hộ. Tôi ủng hộ. Tại sao tôi ủng hộ? Là bởi vì họ làm đúng. Họ làm đúng chứ họ đâu có làm sai đâu. Tôi không muốn nghe đến những cái thiệt hại về người và của. Tôi không muốn nhìn thấy cái cảnh mà họ sống tang thương. Nhưng ngược lại, nếu là tôi, đặt tôi vào hoàn cảnh đó thì buộc lòng tôi cũng như họ phải chọn lấy một thôi. Và chọn cái gì ạ? Là chọn quyết tử. Đó. Để xem rằng cái thể chế này, một cái thể chế ăn cướp này, họ có giết được tất cả 90 triệu dân hay không. Đó. Còn rất nhiều người oan khiên, rất nhiều người mất nhà mất đất. Nhưng tôi cho rằng ấy, từ xưa đến nay ạ, người dân oan chưa phản ứng một cách quyết liệt, xứng đáng với cái hành động ăn cướp. Nó giống như là có cái sự gọi là thỏa hiệp, hèn nhát, sợ sệt. Cho nên chính vì điều đó mà những cái viên công quyền, cái chuyện ăn cướp nó đã ngấm vào máu nhá. Nó đã là thói quen, nó đã là mục tiêu của nó khi mà vào những cái chân đó rồi. Từ một cái thằng dân phòng bảo vệ thôi nhá, nó cũng coi như lên mặt với người dân. Nó cũng muốn là đi hỗ trợ cho bọn cướp để ngày đó nó nhận được vài trăm nghìn đồng bạc. Đó. Nó là những lũ bất tài. Nó không thể nào kiếm ra một cái công việc gì để một ngày nó có thể là đong